Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 120. Một người có chút quỷ dị phong môn cảnh mà thôi, hắn tự mình một người là có thể đánh chết. Thái hư cảnh ba tầng thiên ở tầng năm thiên trước mặt, khác xa lắc xa lơ. Làm cung trưởng lão nhẹ động một cái thời điểm, toàn bộ hư không cũng phát ra nhỏ nhẹ hỗn loạn. Diệp Thần cau mày, một cặp tròng mắt đã biến thành ngưng trọng thần sắc. Thái hư cảnh tầng 5 thiên cường giả, chính hắn cũng không có nhất định chắc chắn có thể đánh chết. Thằng nhóc, ngươi mặc dù có chút bản lãnh, bất quá tự sát đi. Cung trưởng lão một câu nói, tựa hồ cũng đã quyết định Diệp Thần sống chết. Diệp Thần nghe được câu này, trong miệng khinh thường cười lạnh một tiếng. Những cường giả này, từng cái từ lấy là cao cao tại thượng, không đem người bất kỳ coi ra gì. Tựa như trừ hắn trở ra, người khác đều là con kiến hôi. Cũng hẳn diệt vong như nhau. Ngươi xứng sao? Diệp Thần trực tiếp mở miệng, một câu nói tức giận cung trưởng lão, hận không được một ngón tay bóp chết. Cuồng ngông! Cung trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như bầu trời cũng truyền tới một tiếng nổ vang. Thái hư cảnh đã có thể tùy tâm sở dục vận dụng thiên địa uy áp. Diệp Thần thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, ứng phó không kịp, trong miệng một búng máu phun ra ngoài. Mới vừa rồi cung trưởng lão mở miệng thời điểm, trực tiếp vận dụng thần hồn lực, hắn trong đầu, tựa như nổ tung vậy. Mặc dù Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ, nhưng là huyết long hấp thu một phần chia lực lượng, để cho hắn trọng thương, hơn nữa mới vừa rồi không ngừng thi triển hồn kỹ và thiên binh bạo, hắn thần hồn đã mang thương. Diệp Thần trong tròng mắt thoáng qua một chút thần sắc tức giận. Cái này lão già kia, lại như vậy âm hiểm. Cung trưởng lão tiếng nói vừa dứt. Cả người bóng người đã biến mất. Ở Diệp Thần phảng phất thời điểm, căn bản không biết cung trưởng lão chạy đi nơi nào. Oanh! Ở hắn phía bên phải, cung trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện, không có dùng bất kỳ vũ khí, tùy ý một quyền ra. Một quyền này, quấn vòng quanh long hổ lực, tựa như thấy hai đầu long hổ hư ảnh, quấn quanh chung một chỗ. Phốc suy! Diệp Thần cả người bóng người lui về phía sau 5 bước, một búng máu phún ra ngoài. Thật lấy là có thể đánh chết thái hư cảnh ba tầng thiên, là có thể cản rỡ trước mặt ta. Chắc hẳn ngươi ở linh võ đại lục, thân phận vậy không bình thường đi. Giết ngươi, ta sẽ rất mau điều tra ra ngươi thân phận. Cung trưởng lão khóe miệng, truyền tới một chút khinh thường cười nhạt. Hắn thực lực, cũng không phải là thái hư cảnh ba tầng thiên người có thể sánh ngang. Diệp Thần lấy tay lau chùi hết khóe miệng máu loáng, không nói câu nào. Nâng lên trong tay thú hủ kiếm, trực tiếp xông tới. Đồ sát ma diệt thế kiếm. Một đạo kiếm quang ngay tức thì rơi xuống, quỷ dị kiếm quang, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Lúc này đột nhiên xuất hiện ở cung trưởng lão trước mặt. Cung trưởng lão thấy kiếm quang sau này, khóe miệng một chút nụ cười khinh thường. Hắn đưa ra một trưởng, trực tiếp vỗ xuống. Một trưởng đi xuống, kiếm quang trực tiếp biến mất. Diệp Thần bóng người đã vọt tới cung trưởng lão trước mặt. Chu Thiên Thần Ma Thương đâm xuống, cung trưởng lão đưa tay ra cánh tay, trực tiếp bắt thân thương. Nâng chân phải lên, một cước đá ra, đợt khí phun trào. Phịch, một cước rơi vào Diệp Thần trên thân hình. Diệp Thần cả người ngực đều đã lõm đi xuống, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Diệp Thần cưỡng ép nhịn được, trong miệng muốn nhổ ra máu loáng. Tay trái bắt được thú hủ kiếm. Trực tiếp chém xuống đi. Bất hủ kiếm ý, điên cuồng tràn ra, tựa như vô cùng vô tận. Một kiếm khai thiên. Thần môn bên trong sông ra ma khí càng ngày càng nhiều. Thiên địa mở tối. Lúc này cung trưởng lão nhướng mày một cái, cả người bóng người nhẹ lui về phía sau 2 bước. Ở cung trưởng lão tránh thoát một kiếm thời điểm, biển vô tận bên trong tràn ra ma khí lại hội tụ ra một đạo thân ảnh. Bóng người ngay tức thì đạt tới ngàn trượng. Cửu U Tu La. Ma khí càng nhiều, cửu U Tu La liền càng mạnh. Cái này biển vô tận vô cùng thích hợp ma đế võ. Sát ý đan vào một chỗ, 3 đầu 6 tay, thân thể cao lớn, 6 chỉ mắt nhìn cung trưởng lão. Lúc này, cung trưởng lão tựa như giống như là con kiến hôi vậy. Bất chi bất giác, toàn bộ hư không đều đã càng phát ra ảm đạm xuống. Bầu trời mất đi sắc thái, lớn đen sẫm thiên. Cung trưởng lão thấy một màn này, vốn là mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, trên mặt rốt cuộc xuất hiện lau một cái ngưng trọng.
Cửu U Tu La, nắm giữ sát phạt, được gọi là máy sát hại, kẻ địch bất diệt, không chết không thôi. Oanh! Ở Diệp Thần bóng người di động thời điểm, hư không truyền tới một tiếng rên. Ở tiếng vang không ngừng thời điểm, Diệp Thần đưa ra lục chỉ, tử vong quy luật phun trào. Cho ta cút! Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, lục chỉ hướng cung trưởng lão bóng người trực tiếp xông lên đi giết. Vèo, vèo, vèo. Cung trưởng lão lại nữa khinh thị, sử dụng một chuôi trường thương, thương ý tản mát ra, một thương trực tiếp đâm ra đi. Phịch, rơi vào ma khí bên trên, ngược lại trực tiếp xuyên thấu đi qua. Làm lục chỉ không có vào đến cung trưởng lão trong thân thể thời điểm, hắn cảm nhận được trong cơ thể sức sống, đang không ngừng bị ăn mòn, cả người mặt liền biến sắc. Quỷ dị như vậy thủ đoạn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn rốt cuộc biết ban đầu thần quốc cường giả tại sao sẽ chết. Nếu quả thật cầm Diệp Thần làm phong môn cảnh võ giả, chỉ sợ là ngại tự tử không đủ nhanh. Thiên ma chỉ một cái. Lúc này, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Ma khí không ngừng tràn vào đến Diệp Thần trên đầu ngón tay mặt, trên mặt đất bụi đất tung bay. Cát bay đá chạy, giống như ngày tận thế vậy. Đồng thời thi triển sáu thiên ma chỉ một cái. Diệp Thần cả người sắc mặt lau một cái trắng bệch. Đối mặt có thái hư cảnh tầng 5 thiên cung trưởng lão, Diệp Thần phải toàn lực ra tay, mới nhất định có phần thắng tỷ lệ. Mặc dù như vậy, Diệp Thần vậy không có bất kỳ chắc chắn. Thiên ma chỉ một cái có thể làm cho cung trưởng lão, bị một ít thương thế, liền đã coi như là không tệ. Oanh, oanh, oanh. Thiên ma chỉ một cái không ngừng rơi xuống, cung trưởng lão cau mày. Trong tay hắn trường thương, điên cuồng đâm ra đi. Thiên ma chỉ một cái tốc độ thật sự là quá nhanh, dù là cung trưởng lão có thể tan biến hết hai cái thiên ma chỉ một cái. Nhưng là còn có bốn đạo quang mang, đã hướng hắn thân thể xông tới. Cuồng oanh loạn tạc đi xuống, cung trưởng lão thân thể chảy ra một chút máu loãng. Ở phía xa vây xem thần quốc cường giả, hù được kinh hãi run sợ, thật may bọn họ không có ra tay. Cung trưởng lão đều đã bị thương, bọn họ nếu là xuất thủ, hiện tại hẳn đã là một người chết. Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi và Tiếu trưởng lão, trên mặt cũng không có bất kỳ kích động thần sắc, ngược lại mặt đầy lo âu. Đừng xem Diệp Thần công kích cường thế, bất quá tiêu hao trong cơ thể năng lượng, cũng là to lớn. Diệp Thần hiện ở trong người còn có nhiều ít năng lượng có thể vận dụng. Vẫn là một cái ẩn số. Tiểu tạp trùng, ta muốn ngươi chết. Cung trưởng lão tức giận mở miệng, hắn thân là thái hư cảnh tầng 5 thiên cường giả, lại bị Diệp Thần đánh cho bị thương, sỉ nhục à. Diệp Thần trên mặt không biến hóa chút nào, cung trưởng lão cả người bóng người đã xông lại. Trong tay hắn trường thương, xuyên phá không gian, hư không đều đã bị xuyên thấu ra một cái lỗ thùng. Hư không chảy loạn tràn vào đi vào, đang đối mặt cung trưởng lão một thương thời điểm. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm trực tiếp đón đỡ. Phịch. Hai người lẫn nhau tiếp xúc nhau trong nháy mắt, Diệp Thần cả người lui về phía sau, một búng máu phun ra ngoài. Bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Kỳ Lâm bọn họ đoán không sai, trong cơ thể hắn đã không có nhiều ít năng lượng có thể chống đỡ tiếp. Diệp Thần từ trong hư không đứng lên, cầm ra khôi phục năng lượng và chữa thương đan dược, bỏ vào trong miệng. Hắn hiện tại cần một ít thời gian, tới khôi phục trong cơ thể năng lượng. Nhưng mà cung trưởng lão căn bản cũng không cho cái này cơ hội. Mới vừa rồi Diệp Thần có thể làm cho hắn bị thương, cũng đã để cho cung trưởng lão cảm nhận được từng tia uy hiếp. Vạn trong chốc lát kéo được quá lâu, Diệp Thần thật có thể đánh chết hắn. Cái này cũng không phải là không thể được. Thừa dịp Diệp Thần yếu ớt thời điểm, cung trưởng lão cả người thân thể, trực tiếp xông lên đi giết. Đầu thương tản ra ác liệt thương ý. Cái này một thương cung trưởng lão chỉ muốn đánh chết Diệp Thần. Căn bản không muốn cho Diệp Thần bất kỳ thở dốc cơ hội. Diệp Thần không do dự nữa, sử dụng hồn khí và thần khí, trực tiếp ném ra. Hắn hiện tại không muốn vận dụng trong cơ thể duy nhất một ít năng lượng, muốn lợi dụng thần hồn lực tới trì hoãn thời gian. Oanh, oanh, oanh. Thần khí cuồng oanh loạn tạc, cung trưởng lão cả người thân thể không ngừng lui về phía sau. Mặc dù thiên binh bạo uy lực, còn uy hiếp không được hắn, nhưng là cũng không muốn bị bất kỳ thương thế. Diệp Thần có một chút thở dốc thời gian, nhưng vậy ước chừng một hơi thở thời gian mà thôi.
làm thần khí uy lực nổ tung kết thúc sau này, cung trưởng lão một lần nữa liều chết xông tới. Diệp Thần nắm chặt trong tay chân thần khí, trong nháy mắt ném ra. Như nếu không phải đoạn thời gian này vơ vét rất nhiều thế lực cao cấp tài sản, Diệp Thần cũng không có như thế nhiều vốn. Oanh, 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 tiếng nổ, liên miên không ngừng, toàn bộ hư không đều đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Cung trưởng lão cau mày, hắn có thể nhìn ra, Diệp Thần muốn trì hoãn thời gian. Đối với Diệp Thần giàu có, cũng là âm thầm không nói, nho nhỏ phong môn cảnh, trong tay lại có nhiều như vậy bảo bối, rốt cuộc từ đâu tới. Cung trưởng lão cũng không nghĩ nhiều, cả người bóng người trực tiếp biến mất ở trong hư không. Nếu Diệp Thần muốn trì hoãn thời gian, hắn núp ở trong hư không, người khác căn bản không phát hiện được. Đến lúc đó Diệp Thần muốn vận dụng thần khí nổ hắn, cũng phải tìm được phương hướng mới được. Như nếu không, vẫn có thể xem một cái con ruồi không đầu như nhau, điên cuồng loạn nổ. Cái này làm cho cung trưởng lão không tin, giàu có đi nữa cũng không khả năng như vậy phá của. Như vậy mà một màn kế tiếp, lại để cho cung trưởng lão có chút sững sờ. Diệp Thần lại thật cầm ra vô số khí tức cường đại vũ khí, thi triển thiên binh bạo, khắp nơi loạn nổ. Tạm thời bây giờ, cung trưởng lão muốn gần người mà nói, cũng có một ít không thực tế. Đừng nói cung trưởng lão có chút sững sờ, còn lại thần quốc cường giả, khóe miệng cũng không nhịn được co quắp. Phá cổ cũng phải có một cái hạn độ, thật cầm thần khí làm một ít sắt vụn đồng hư. Ở Diệp Thần loạn lúc chiên, cung trưởng lão vẫn ẩn núp ở trong hư không không có nhúc nhích. Hắn cũng không tin, Diệp Thần vẫn có thể kiên trì nửa tiếng không được. Quả nhiên Diệp Thần kiên trì 10 phút cũng đã dừng lại, cái này làm cho cung trưởng lão bên trong tâm tính thiện lương bị một chút. Lần này hẳn hoàn toàn kết thúc chứ. Nếu như một cái phong môn cảnh so hắn còn muốn giàu có nói, là thật khó mà tiếp nhận. Thật ra thì cũng không phải là Diệp Thần không có thần khí, mà là thần hồn lực đã sắp đạt tới một người vô cùng giới hạn. Lại vận dụng nói, có thể sẽ ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Nếu để cho cung trưởng lão biết, Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong, thần khí thật giống như sắt vụn đồng hư như nhau, tùy ý ném ở một bên, có thể sẽ thật hộc máu. Ở Diệp Thần lúc ngừng lại, cung trưởng lão bóng người trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Một nhát thương đâm đi ra ngoài, hướng Diệp Thần vị trí tim, đã đâm đi. Phịch! Vào lúc này, Diệp Thần sớm đã có phòng bị, trong tay chư thiên thần ma thương, trực tiếp rơi xuống. Hai người lẫn nhau tiếp xúc, Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước. Lợi dụng kém không nhiều 10 phút thời gian, Diệp Thần trong cơ thể năng lượng đã khôi phục một ít. Ở Diệp Thần lui về phía sau thời điểm, thú hủ kiếm trở tay một kiếm trực tiếp rơi xuống đi. Đâm! Một kiếm ra, kiếm ý thẳng xông lên trời cao. Bất hủ thần thể và cửu trảo kim long quấn quanh ở Diệp Thần mặt ngoài thân thể. Đây cũng là muốn bảo vệ Diệp Thần thân thể, có thể ngăn cản một bộ phận tổn thương. Kiếm quang bén nhọn xông lên đi giết, cung trưởng lão khóe miệng toát ra một chút thần sắc khinh thường. Như thế yếu ớt công kích, vậy không biết xấu hổ ra tay. Một thương xuyên thấu kiếm quang. Cung trưởng lão bóng người trực tiếp liều chết xông tới, thương ý lan tràn ở trong hư không. Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm trực tiếp ngăn trở, bất quá ở ngăn cản thời điểm, vậy thừa nhận to lớn lực lượng. Để cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, trên cánh tay mặt nổi gân xanh. Diệp Thần đang khôi phục, năng lượng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, căn bản không muốn vận dụng. Cùng trong cơ thể năng lượng khôi phục không sai biệt lắm thời điểm. Diệp Thần dự định lại cho cung trưởng lão một kích chí mạng. Nói không chừng có nắm chắc, thật có thể đánh chết. Cung trưởng lão không ngừng ra tay, Diệp Thần vẫn luôn ở bị động phòng ngự. Lúc này hắn trên mình đã giống như một cái người máu, trong hư không tản ra hơi thở máu tanh. Trên mặt đất, Kỳ Lâm chảy nước mắt, nếu như không phải là nàng lắm mồm nói, Diệp Thần cũng sẽ không xuất thủ chém chết thần quốc người giữ cửa. Vậy liền sẽ không xuất hiện. Thời khắc này sự việc, Kỳ Lâm cầm hết thảy trách nhiệm, cũng thả ở trên người mình. Diệp Thần chật vật thở hào hển, đã có chút không mở mắt ra được, chung quanh đều bắt đầu đổi được mơ hồ. Mặc dù hắn thương thế nghiêm trọng, bất quá trong cơ thể năng lượng, đã khôi phục kém không nhiều. Cung trưởng lão thấy Diệp Thần hình dáng, bên trong đôi mắt xuất hiện một chút cười tàn nhẫn ý.
dám ở trước mặt hắn cuồng ngông, liền phải trả giá ra máu. Một con kiến hôi, nên lão trung thành tiếp nhận tử vong. Ở một bên thần quốc cường giả, vậy rốt cuộc yên tâm lại, cung trưởng lão ra tay, tuyệt đối để cho Diệp Thần 10 phần chết chắc. Huyết Long à Huyết Long, lần này ngươi thật đúng là bẫy ta. Nếu như ngươi không tước đoạt ta năng lượng, ta chưa đến nỗi như vậy chật vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá cũng may cái này biển vô tận ma khí đủ. Hiện tại, ác ma mắt, mở. Ta muốn nhập ma. Huyết ma kiếm, ma đế nói ta nhập ma mới có thể vận dụng ngươi. Ta muốn biết, hiện tại, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Lúc này, Diệp Thần yếu ớt mở miệng, mắt phải của hắn xuất hiện một chút máu loãng. Ở hư không phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen nhánh trong mắt. Đây là thuộc về hắn ác ma mắt. Hơn nữa hàm chứa ma đế một chút lực lượng. Ác ma mắt bên trong, lại là huyết quang tràn ngập. Một chuôi màu máu ma kiếm trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Màu máu ma kiếm vừa ra, tựa như trấn áp tất cả mọi người tại chỗ. Huyết ma kiếm vốn là yêu thánh vũ khí, nhưng là trải qua thần bí thần hỏa học viện Ngô lão chế tạo, hơn nữa ma đế rèn luyện, phong ấn đại ma lực lượng. Đã sớm xưa không bằng nay. Giờ phút này huyết ma kiếm, không giống như là một thanh kiếm, mà là một tôn ma. Thượng cổ tà ma. Chỉ có nhập ma Diệp Thần mới có thể vận dụng thượng cổ tà ma. Ác ma mắt và huyết ma kiếm vừa ra, thương khung tựa như đều biến thành cửu địa ngục. Ma khí điên cuồng phun trào, cung trưởng lão thấy một màn này, cả người sắc mặt nhẹ biến đổi. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Khi nhìn thấy cái này con mắt và thanh kiếm kia thời điểm, hắn bên trong tim đều ở đây nhẫn không ngừng run rẩy. Tựa hồ có một loại trời xanh sợ hãi, ở hắn trong lòng dâng lên. Diệp Thần trong cơ thể năng lượng liều mạng tràn ra. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, có cơ hội có thể đánh chết cung trưởng lão, làm sao có thể bỏ qua. Ác ma mắt và huyết ma kiếm ma khí phun trào, phong tỏa lại cung trưởng lão bóng người. Hư không không ngừng xuất hiện vết rách, tựa như trời muốn sập xuống như nhau. Trên mặt đất bụi đất tung bay, xa xa thần quốc cường giả thấy một màn này, hù được cả kinh thất sắc. Trong nội tâm hơn nữa vui mừng. Nhờ có không có giống một người ngu tựa như ra tay. Nếu không, bọn họ đã là người chết, sợ rằng một kích này, cũng chỉ có cung trưởng lão có thể chống lại. Đổi thành bọn họ nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cung trưởng lão trong nội tâm có khổ không nói ra được, hắn có thể chống lại, bất quá vậy phải bỏ ra một ít giá phải trả. Sớm biết như vậy mà nói, hắn căn bản không sẽ đứng ra. Còn không bằng để cho ba tên thần quốc võ giả ra tay, đến lúc đó để cho Diệp Thần người bị thương nặng. Khi đó hắn cường thế đi nữa ra tay, không chỉ có sẽ không phải chịu bất kỳ thương thế, vẫn có thể trấn nhiếp mọi người. Đáng tiếc trên cái thế giới này, không có thuốc hối hận. Ở ác ma mắt và huyết ma kiếm phong tỏa cung trưởng lão một khắc kia, hắn cũng biết mình không chạy thoát. Ác ma mắt ma khí phun trào, tựa như trời long đất lỡ vậy. Cung trưởng lão một cặp tròng mắt thoáng qua ngưng trọng thần sắc, cầm ra tay ở giữa trường thương. Trong miệng phun ra máu tươi, nhỏ xuống ở trường thương phía trên. Lúc này trường thương tản mát ra tia sáng yêu dị, ông ông tác hưởng. Giờ phút này đóng chặt ác ma mắt mở mắt ra, tản mát ra kinh khủng hơi thở. Ở phía xa Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi nắm chặt hai tay, một cặp tròng mắt căn bản cũng không dám nháy mắt. Rất sợ bỏ qua một tia một hào chi tiết. Tiếu trưởng lão hy vọng có thể trực tiếp tiêu diệt cung trưởng lão, đến lúc đó tồn tại uy hiếp lớn lớn giảm thiểu. Có lẽ bọn họ thật có thể xông ra, vậy nói không chừng. Cái này làm cho tiếu trưởng lão và Kỳ Lâm, thấy một chút hy vọng. Mặc dù có chút mong manh, ác ma mắt mở mắt ra trong nháy mắt, cung trưởng lão cưỡng ép nhịn được trong nội tâm sợ hãi. Cả người bóng người, không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông lên đi giết. Oanh! Tất ánh sáng màu đen, trong nháy mắt trực tiếp rơi xuống đi, Diệp Thần phóng lên cao, tay hắn nắm thanh kia huyết ma kiếm. Giờ khắc này, hắn cảm giác nắm trong tay mình thần ma lực. Không chỉ như vậy, hắn thần hồn và linh lực không ngừng trôi qua. Rất hiển nhiên, kiếm này lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu như không vào ma, hắn đụng chạm,
vậy sẽ trọng thương. Đây là ma đế đưa cho hắn tốt nhất lễ vật. Diệp thần ý định giết người đông lại một cái, hướng cung trưởng lão phương hướng xông tới. Cung trưởng lão đưa tay ra cánh tay, trường thương trực tiếp đâm ra đi. Hai người trực tiếp chạm, vô biên lực lượng phun trào. Thoáng như mà thế hạ xuống. Đáng ghét. Cung trưởng lão phát ra một tiếng kêu thê thảm. Dù cho bỏ ra một ít giá phải trả, vậy phải bị không nhẹ thương thế. Oanh, oanh. Ánh sáng màu đen, còn đang không ngừng rơi xuống. Cung trưởng lão gào thảm thanh âm vẫn luôn không có dừng lại. Còn lại thần quốc cường giả nghe gặp cung trưởng lão kêu thảm thiết, thân thể cũng không nhịn được nhỏ nhẹ run rẩy. Chân thực quá mức tàn nhẫn. Cung trưởng lão ở bên trong đều đã không biết bị hành hạ thành hình dáng gì. Suy nghĩ một chút muốn sẽ để cho bọn họ có chút sợ hãi. Đây nếu là rơi vào bọn họ trên thân thể mặt, sợ rằng chỉ có một rơi xuống kết quả. Ác ma mắt vào huyết ma kiếm, tản mát ra màu đen kiếm ý, kéo dài một phút thời gian. Cung trưởng lão kêu thảm thiết, cũng là giống như vậy. Diệp thần nhướng mày một cái, cung trưởng lão có thể phát ra gào thảm thanh âm, chỉ có thể chứng minh còn sống. Hắn năng lượng đã tiêu hao không còn một mống, thân thể mặt trên còn có một ít thương thế. Lại đối với cung trưởng lão xuất thủ, căn bản không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Diệp thần khóe miệng, không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Làm trong hư không, ác ma mắt tiêu tán sau này. Diệp thần rốt cuộc thấy rõ ràng cung trưởng lão hình dáng. Lúc này cung trưởng lão tóc tai bù xù, trên mình chảy xuôi máu loáng, miệng khô héo. Sống sờ sờ giống như là một ăn xin cái hình dáng, không biết từ đâu cái trong khu dân nghèo mặt chạy ra. Cung trưởng lão một đôi màu máu trong mắt, nhìn chằm chằm Diệp thần. Mặc dù không có mở miệng nói một câu, bất quá trong nội tâm tức giận có thể tưởng tượng được. Hắn một người thái hư cảnh tầng 5 thiên cường giả, bị phong môn cảnh hành hạ thành cái bộ dáng này, thật đúng là lần đầu. Chưa từng có trong lịch sử. Dù là đánh chết Diệp thần, nếu như chuyện này truyền ra, hắn cả đời danh tiếng, cũng coi là hủy diệt. Xem hắn như vậy cường giả, coi trọng nhất chính là danh tiếng còn có mặt mũi của mình. Tiếu trưởng lão thấy cung trưởng lão cũng không có chết, trong tròng mắt thoáng qua một chút tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ còn không có tiến vào thần quốc, chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này? Diệp thần thu hồi huyết ma kiếm, hắn bây giờ nhập ma trạng thái biến mất, như cử động nữa dùng huyết ma kiếm, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn lần nữa sử dụng thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu cung trưởng lão không có chết, hắn chỉ có thể liều mạng chiến đi xuống, dù là chỉ còn lại một hơi, cũng sẽ không nhận thua. Cung trưởng lão đứng tại chỗ không có ra tay, đừng xem hắn hiện tại có chút hung thần ác sát hình dáng. Đối với Diệp thần kiêng kỵ, đã để cho hắn có chút không dám ra tay. Vạn nhất Diệp thần còn có lá bài tẩy đâu, càng già càng sợ chết. Hắn còn có vinh hoa phú quý, làm sao có thể sẽ chọn chết ở phong môn cảnh võ giả trước mặt. Cung trưởng lão móc ra một cái lệnh bài, bảng trên đó viết một cái trận chữ. Chính hắn không muốn xuất thủ. Dự định lợi dụng trận pháp, hoàn toàn xóa bỏ Diệp thần bọn họ. Cung trưởng lão lệnh bài trong tay, trực tiếp hướng Diệp thần phương hướng ném ra. Ở ném ra thời điểm, hắn cả người bóng người, nhẹ lui về phía sau, khóe miệng một món cười tàn nhẫn ý. Lệnh bài xuất hiện một khắc kia, Diệp thần bản năng muốn lợi dụng thú hủ kiếm cho chặt đứt. Ông, lệnh bài trôi lơ lửng ở trong hư không, đột nhiên bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Một đạo trùm ánh sáng không chỉ có bao phủ ở Diệp thần bóng người, còn có Tiếu trưởng lão và Kỳ Lâm. Trận pháp. Diệp thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, cau mày. Không nghĩ tới cung trưởng lão như vậy sợ chết, lại muốn lợi dụng trận pháp tới tiêu diệt hắn. Ở trận pháp hình thành một khắc kia, cung trưởng lão trực tiếp mở miệng nói, đây là vạn xà độc tim trận, dù là thái hư cảnh 6 tầng thiên cường giả, cũng có thể chết, thật tốt hưởng thụ đi. Ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách phản kháng? Cung trưởng lão đứng ở một bên, ngông cuồng cười to. Đây cũng tính là hắn một cái lá bài tẩy, không nghĩ tới lãng phí ở một người phong môn cảnh trong tay. Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi, Tiếu trưởng lão đi tới Diệp thần bên người, Tiếu trưởng lão không có phản ứng cung trưởng lão, mở miệng nói, hôm nay, chẳng qua chúng ta bốn người, cùng nhau chết ở chỗ này.
Tiếu trưởng lão đã mang phải chết quyết tâm. Diệp thần hiện đang xuất thủ cũng không có tác dụng quá lớn, Kỳ Lâm còn cần bảo vệ, Tiếu trưởng lão mình nói, cũng chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát. Diệp Lạc Nhi thực lực cũng không đủ. Cung trưởng lão trở lại thần quốc cường giả đứng địa phương, mắt lạnh nhìn bọn họ, sau đó hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải những người này không dám xuất thủ, hắn nhất thế thanh danh, làm sao có thể hủy ở phong môn cảnh võ giả trong tay. Đối mặt cung trưởng lão hừ lạnh, còn lại thần quốc cường giả cũng không dám mở miệng, bất quá trong nội tâm ít nhiều có chút khinh bỉ. Làm vạn xà độc tim trận, vận chuyển một khắc kia, ùn ùn kéo đến rắn độc tràn ra. Mỗi một cái rắn độc bên trong đôi mắt tản ra sắc bén, tí tách khạc ra đầu lưỡi. Diệp thần, người trước bảo vệ Kỳ Lâm, ta bỏ ra tay. Tiếu trưởng lão muốn trì hoãn một ít thời gian, để cho Diệp thần khôi phục một ít năng lượng. Chỉ cần để cho Diệp thần khôi phục như cũ, vậy không phải là không có cơ hội. Tiếu trưởng lão điên cuồng ra tay, mỗi một con rắn độc hướng về phía hắn cắn xé đi qua. Diệp thần nhướng mày một cái. Cái này vạn xà độc tim trận uy lực, Tiếu trưởng lão sợ rằng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ chết. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới Tiểu Hoàng. Dẫu sao Tiểu Hoàng có thể chiếm đoạt trận pháp. Mà giờ khắc này Tiểu Hoàng đang luân hồi mộ địa ngủ khò khò. Vô luận như thế nào đều không cách nào thức tỉnh. Tên này, thời khắc mấu chốt, lại bắt đầu tụt dây xích. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn Tiếu trưởng lão chết, nắm chặt trong tay thú hủ kiếm. Dặn dò Kỳ Lâm cẩn thận một chút, trực tiếp xông tới. Mỗi một cái rắn độc điên cuồng cắn xé Tiếu trưởng lão, để cho hắn thân thể xuất hiện một ít vết thương. Bất quá cổ quái phải, rắn độc cũng không có đến gần Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi. Hoặc giả là bởi vì rắn độc cảm giác được Kỳ Lâm trên người độc tính, không dám đến gần. Nhưng là Tiếu trưởng lão cũng chưa có như đãi ngộ này. Phần thiên kiếm. Diệp thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Một kiếm quơ múa ra. Vốn là công kích Tiếu trưởng lão rắn độc, trực tiếp xông về Diệp thần. Bởi vì có Diệp thần duyên cớ, Tiếu trưởng lão nơi này áp lực giảm bớt không thiếu. Ở trận pháp bên ngoài, cung trưởng lão không ngừng cười nhạt, Diệp thần bốn người nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn xà độc tim trận uy lực, cho dù là thái hư cảnh 6 tầng thiên cường giả, cũng có thể chết. Hiện tại Diệp thần bản thân liền nhất định có thương thế. Trong cơ thể năng lượng còn không có khôi phục như cũ. Bọn họ hai người có thể kiên trì bao lâu, đỉnh giữ vững thêm 5 phút thời gian. Cũng sẽ bị vạn xà ăn mòn, cắn xé thành mảnh vỡ. Diệp thần không ngừng tiêu hao trong cơ thể năng lượng, chính là vì không để cho rắn độc xông về bọn họ. Chỉ bất quá từ từ, trong cơ thể hắn năng lượng đã tiêu hao kém không nhiều. Đã dần dần có chút không nhịn được. Thiên binh bảo. Diệp thần ném ra không thiếu binh khí, điên cuồng nổ. Binh khí không ngừng nổ, trong cơ thể hắn thần hồn lực, khôi phục một ít, hẳn vẫn có thể kiên trì mấy phút thời gian. Ở bên ngoài cung trưởng lão thấy một màn này, hoàn toàn sững sờ. Vốn là lấy là Diệp thần tay trung thần khí không có, ai biết đảo mắt bây giờ, lại lấy ra tới một lớn chất. Cái này con mẹ nó, một cái phong môn cảnh võ giả. So bọn họ thái hư cảnh cường giả còn muốn giàu có. Còn có để cho người sống hay không? Ở trận pháp bên trong, Tiếu trưởng lão khổ khổ chống đỡ, vậy mau muốn không kiên trì nổi. Nếu như không phải là bởi vì có Diệp thần tiếp viện, hiện tại cũng sớm đã chết. Diệp thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, cho dù là hắn, vậy không có tìm được biện pháp phá giải. Giờ phút này bọn họ ba người, rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Muốn phá vỡ trận pháp nói, chỉ có thể vận dụng trí cường lực, đáng tiếc bất kể là Diệp thần vẫn là Tiếu trưởng lão. Hiện tại cũng không có thực lực này phá vỡ. Huống chi phía sau còn có Kỳ Lâm, một khi để cho rắn độc cắn xé Kỳ Lâm nói. Nàng thân thể nho nhỏ, căn bản không đỡ được. Diệp thần, xem ra chúng ta bốn người muốn cùng nhau xuống suối vàng, trên đường mặt vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiếu trưởng lão khóe miệng một nụ cười. Thật đến mau phải chết một khắc kia, đổ vậy không có quá nhiều sợ. Võ giả vốn là nghịch thiên mà đi, tử vong liền cùng chuyện thường ngày như nhau đơn giản. Huống chi mạng hắn là vĩnh lão cứu, như vậy thứ nhất cũng coi là trả vĩnh lão tình. Diệp thần khẽ mỉm cười một cái, cũng không có mở miệng, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào rời đi.
dù là kiệt lực, vậy sẽ không bỏ qua cuối cùng một chút cơ hội. Diệp Thần và Tiếu trưởng lão, khí tức trên người đã càng ngày càng yếu ớt, bọn họ vết thương trên người, đều đã đếm không hết. Giờ phút này vẫn có thể kiên trì bao lâu, cũng không ai biết. Đồ Nhi, hay là để ta đi? Cũng nên ta chỉ ngươi kiếm thứ 5. Một kiếm này, ta chỉ biểu diễn một lần, lục đạo kiếm, kiếm thứ 5, cửu thiên chu thần kiếm. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong Phong Thanh Dương, trực tiếp mở miệng. Trong nháy mắt chiếm cứ Diệp Thần thân thể. Diệp Thần vốn là phong môn cảnh thực lực, lại trực tiếp đạt tới nửa bước thái hư cảnh. Cung trưởng lão, đây là... Còn lại thần quốc cường giả nhìn có chút mơ hồ, vốn là phong môn cảnh thực lực, làm sao trực tiếp lập tức đột phá đến nửa bước thái hư cảnh. Dù là ngồi tên lửa, đột phá tốc độ cũng không có nhanh như vậy chứ. Trong cơ thể hắn, tựa hồ có một cái linh hồn phụ thể. Cung trưởng lão một lời vạch trần, dù là đột phá đến nửa bước thái hư cảnh thì như thế nào, chỉ bất quá đang giãy giụa một đoạn thời gian mà thôi. Cung trưởng lão, hắn sẽ không trực tiếp phá hỏng trận pháp chứ? Một cái thần quốc cường giả có chút lo âu mở miệng, dẫu sao Diệp Thần chân thực có chút quá mức tà môn. Yên tâm, ta trận pháp, hắn muốn phá hỏng, căn bản không có thể. Cung trưởng lão một mặt tự tin mở miệng, đối với hắn trận pháp, có đầy đủ chắc chắn. Lời của hắn mới vừa nói xong, trong đó một người thần quốc cường giả trực tiếp mở miệng nói, cung trưởng lão, không tốt. Trận pháp xuất hiện một chút vết rách. Nghe tới thanh âm thời điểm, cung trưởng lão ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện trận pháp lại thật xuất hiện vết rách. Điều này sao có thể? Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn trận pháp kiên không thể phá, làm sao có thể sẽ xuất hiện vết rách, đây không phải là trong nháy mắt đánh mặt. Lúc này Diệp Thần, nâng lên trong tay thú hủ kiếm, trong mắt đóng chặt, đột nhiên một kiếm quơ múa ra. Một kiếm này, câu thông thiên địa. Một kiếm này, cho tới cửu u. Một kiếm này, chu thần hoàng hôn. Một kiếm này, hủy diệt hết thảy trước mắt. Một kiếm này còn chưa rơi xuống, cuồng bạo khí lưu và kiếm ý sẽ để cho những cái kia cường đại rắn độc đồng loạt hóa là xương máu. Một kiếm này, tên là, cửu thiên chu thần kiếm. Tiếu trưởng lão bởi vì bị thương thế nghiêm trọng, đã lui xuống đi, đứng ở Kỳ Lâm bên người. Giờ phút này Diệp Thần tựa như biến thành một người khác, có một loại thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật cảm giác. Để cho Tiếu trưởng lão nhìn cũng có chút sợ hãi. Diệp Thần trong tay cuồng bạo, thẳng đến cửu u kiếm điên cuồng rơi xuống đi. Mỗi một kiếm và mỗi một thương, cũng đánh vào trận pháp phía trên, thỉnh thoảng có chút rắn độc xông lại, trực tiếp bị giết hết. Phịch, phịch, phịch. Trận pháp kịch liệt lay động, trận pháp đều bắt đầu không ngừng chấn động. Đang chấn động thời điểm, trên trận pháp mặt xuất hiện từng tia vết rách. Ở vết rách xuất hiện thời điểm, cung trưởng lão chân mày thượng thiêu, bên trong đôi mắt lộ ra một vẻ lo âu. Chẳng lẽ trận pháp thật sự có thể bị phá hết không được? Ở ý nghĩ trong lòng xuất hiện thời điểm, vội vàng lắc đầu một cái. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kiếm ý bỗng nhiên mở rộng, phóng thích đến mức tận cùng. Oanh! Rắc rắc! Lúc này truyền tới bể tan tành thanh âm, cung trưởng lão thấy một màn này, khóe miệng không ngừng co quắp. Đây là trần chuồng đánh mặt à? Phốc suy! Cung trưởng lão cũng không nhịn được nữa, một búng máu trực tiếp phun ra, cặp mắt đều có chút phát bất tỉnh. Trận pháp phá! Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sự việc, còn lại thần quốc cường giả, đã không muốn lại xem cung trưởng lão hình dáng. Chân thực quá bi thảm! Dĩ nhiên bọn họ ý tưởng chớp mắt rồi biến mất, hiện tại chủ yếu nhất nguyên nhân, đã không phải là cung trưởng lão bị đánh mặt. Hiện tại Diệp Thần đã lao ra, bọn họ hẳn làm sao đối phó. Cái này mới là chủ yếu nhất sự việc. Cung trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một người thần quốc cường giả trực tiếp mở miệng nói. Bây giờ nhìn Diệp Thần hình dáng, giống như một cái ma thần vậy. Để cho bọn họ nhìn cũng có một ít sợ. Chớ nói chi là đối mặt Diệp Thần ra tay. Cung trưởng lão thật lâu không nói, cuối cùng mới mở miệng nói, bắt cái đó bé gái. Hiện tại cung trưởng lão cũng không có nhất định chắc chắn, có thể đánh chết Diệp Thần. Hắn cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần thật giống như đối với cái đó bé gái, đặc biệt quan tâm.
Đến lúc đó chỉ cần bắt được Kỳ Lâm, lại uy hiếp một phen, khẳng định không có vấn đề. Cung trưởng lão trong lòng rõ ràng, Diệp Thần hiện tại đã bị một cái khác linh hồn chiếm hữu. Tuyệt đối không thể nào kiên trì quá lâu thời gian. Khi đó Diệp Thần khẳng định sẽ nhất định có thời kỳ suy yếu, lại xuất thủ, khẳng định bắt vào tay. Nghe gặp cung trưởng lão mệnh lệnh, còn lại thần quốc cường giả không có chút do dự nào. Hiện tại chỉ sợ là bọn họ sau cùng cơ hội, nếu không chỉ có thể bị Diệp Thần chém chết. Ở thần quốc cường giả xông về Kỳ Lâm thời điểm, Diệp Thần cả người nhướng mày một cái. Lại dám đối với Kỳ Lâm ra tay, đã chạm được hắn nghịch lân. Tự tìm cái chết. Diệp Thần truyền tới thanh âm lạnh lùng, thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương trực tiếp rơi xuống đi. Oanh! Một thương và một kiếm hạ xuống, hai người thần quốc cường giả trực tiếp chết. Còn thừa lại một người thần quốc cường giả, mặt liền biến sắc, hai chân run rẩy không ngừng. Cái này còn là người sao? Một thương một kiếm hạ xuống, trực tiếp trong nháy mắt giết hai người thái hư cảnh ba tầng thiên cường giả. Mới vừa rồi thời điểm, Diệp Thần cũng không có như thế sinh mãnh. Cung trưởng lão cả người sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi, thằng nhóc này là quái vật gì? Trong nháy mắt cung trưởng lão đều có một loại, muốn mình chạy trốn xung động. Thấy được Diệp Thần thực lực, lại tiếp tục đợi tiếp, sợ rằng sẽ chết. Người trước cản trở, ta đi gọi cứu binh. Cung trưởng lão tiếng nói vừa dứt, cuối cùng một người thần quốc cường giả, hù được cả kinh thất sắc. Hắn không thấy như vậy, cung trưởng lão muốn vứt bỏ hắn, một mình chạy trốn. Thần quốc cường giả vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, phát hiện cung trưởng lão cánh tay, đã bắt hắn lại cánh tay, hướng Diệp Thần phương hướng, trực tiếp ném ra. Ở ném ra nháy mắt, thần quốc cường giả cả người sắc mặt đều đã đổi xanh. Cung trưởng lão đã không chút do dự cầm hắn vứt bỏ. Diệp Thần xông về cung trưởng lão bóng người, thấy một cái thần quốc cường giả xông lại, tiện tay một kiếm trực tiếp rơi xuống đi. Một kiếm hạ xuống, trực tiếp chặt đứt hắn thân thể, xé vỡ thành hai mảnh. Cung trưởng lão ở phía sau, cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, hù được cả kinh thất sắc. Vèo, vèo, vèo. Diệp Thần tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất. Đảo mắt bây giờ liền đã tới cung dáng dấp bên người. Cung trưởng lão thấy phía trước Diệp Thần bóng người, hù được toàn bộ mặt đều đã trắng bệch. Đừng, đừng giết ta. Cung trưởng lão đã trọng thương, hiện tại nào còn có thái hư tầng 5 thiên lực lượng. Hắn yếu ớt đến mức tận cùng. Chỉ có thể nhận thua. Lại không dập đầu nói, hắn chỉ sợ cũng đã trở thành một cái người chết. Diệp Thần khóe miệng toát ra một chút cười nhạt. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, muốn còn sống. Ta Phong Thanh Dương muốn giết người, chưa từng lỡ tay. Làm lời của hắn vừa rơi xuống, cung trưởng lão cả người sắc mặt đổi được cực kỳ kinh hoàng. Hắn nghe cái gì? Phong Thanh Dương. Thần quốc chỉ có một vị Phong Thanh Dương. Đó chính là lục đạo kiếm thần. Đã từng thần quốc truyền thuyết cấp yêu nghiệt. Chỉ tiếc, tương truyền, kiếm này đạo yêu nghiệt tựa hồ bị thần quốc thiên đạo cung trấn áp chết. Hiện tại lại có thể sống lại. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, tay dậy kiếm rơi, trực tiếp vung chém xuống đi. Đâm! Một kiếm hạ xuống sau này, cung trưởng lão cả người đầu đánh mất, hoàn toàn mất đi sống. Vốn là chiếm cứ Diệp Thần Phong Thanh Dương, trực tiếp lui xuống đi. Ở lui xuống đi sau này, Diệp Thần cả người sắc mặt đổi được vô cùng trắng bệch. Hắn thân thể đều đã xuất hiện từng tia vết rách. Diệp Thần, người không có sao chứ? Lúc này thiếu trưởng lão đi tới Diệp Thần bên người, trực tiếp mở miệng nói. Diệp Thần khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói, chúng ta mau rời đi. Đánh chết cung trưởng lão và bốn tên thần quốc cường giả, đến lúc đó sợ rằng sẽ đưa tới càng nhiều hơn cường giả. Hiện tại không chạy, còn đợi lúc nào? Còn như biển vô tận. Diệp Thần tạm thời không suy nghĩ. Tiếu trưởng lão và Diệp Thần mang Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi trực tiếp rời đi. Ở thần môn bên ngoài vùng lân cận một nơi hang động. Diệp Thần và Kỳ Lâm các người ngồi trên mặt đất, khôi phục trong cơ thể năng lượng và thương thế. Diệp Thần thương thế căn bản hết bệnh, ngược lại là không có gì đáng ngại. Hơn nữa hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện lần này sống sót sau tai nạn. Ngược lại để cho hắn tu vi vô hạn ép tới gần phong môn tầng 2 thiên. Chỉ cần đầy đủ thời gian,
hắn tuyệt đối có thể đột phá tầng này những ràng buộc. Tiếc nuối duy nhất là, Diệp Thần phát hiện luân hồi mộ địa phong thanh dương yếu ớt mấy phần. Nếu như dậy xong mình kiếm thứ 6, chỉ sợ cũng muốn tiêu tán. Phong thanh dương ở rất nhiều sư tôn bên trong đối với Diệp Thần tốt nhất. Diệp Thần mang trong lòng cảm ơn. Hắn biết, thần quốc cuối cùng muốn bước vào, cứu ra huyết long sau đó, hắn liền không tặng dư lực đi tìm những cái kia bị kẹt sư tôn. Từ dưới mắt tới xem, thần quốc thiên đạo cung ngược lại không sẽ đối với những thứ này sư tôn ra tay. Dẫu sao những thứ này sư tôn, sâu thẳm bên trong cũng dính liền mình nhân quả. Đây là thiên đạo cung đối phó mình duy nhất cơ hội. Diệp Thần, hiện tại chúng ta hẳn đã bị thần quốc người giữ cửa truy nã. Còn muốn từ tòa kia thần môn tiến vào biển vô tận, rất khó à? Tiếu trưởng lão trực tiếp mở miệng nói. Chuyện này nghĩ cũng không cần muốn, hiện tại bọn họ muốn đi vào thần quốc bên trong, đã đổi được không dễ dàng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cũng biết bây giờ tình huống. Tiến vào thần quốc đã trở nên có chút khó khăn. Diệp Thần con người đông lại một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếu trưởng lão, trừ phương pháp này, còn có phương pháp khác có thể đi vào tòa kia thần môn sao? Bất kỳ phương pháp ta đều nguyện ý thử nghiệm. Tiếu trưởng lão trầm tư chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Biện pháp vậy không phải là không có, chỉ bất quá sẽ càng khó giải quyết. Mới lúc trở lại. Ta phát hiện thần môn gia chủ đóng một cái đội ngũ, phù văn kia ta nhận được, là thần quốc thần huyền tông. Thần huyền tông ở thần quốc không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là có một cái đặc điểm, đó chính là và biển vô tận có rất lớn liên lạc. Biển vô tận lại là thần huyền tông đệ tử nơi thực tập. Nếu như thần huyền tông nguyện ý tiếp nhận chúng ta, có lẽ là có thể chui vào. Diệp Thần hơi ngẩn ra, thần huyền tông hắn dĩ nhiên không xa lạ gì. Cái đó sát ý ngập trời Lâm Nhã Cầm không phải là thần huyền tông thánh nữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thần huyền tông lại và biển vô tận có lớn như vậy sâu xa. Tiếu trưởng lão tiếp tục nói, hơn nữa căn cứ ta nắm giữ tin tức đường dây, chi đội kia ngũ hẳn là thần bảo vệ huyền tông thánh nữ đội ngũ. Chỉ bất quá thần huyền tông thánh nữ Lâm Nhã Cầm, làm người lạnh như băng, bất cận nhân tình, muốn để cho nàng hỗ trợ, sợ rằng so lên trời đều khó. Không thể nào đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Cái biện pháp này, thật ra thì vậy tương đương với lời nói vô căn cứ. Tiếu trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần nghe được Lâm Nhã Cầm ba chữ, diễn cảm càng phong phú. Chi đội kia ngũ lại là Lâm Nhã Cầm. Ban đầu dưới vách đá, Lâm Nhã Cầm trúng độc, nhưng mà cởi mình quần áo, để cho Diệp Thần thấy được vậy cực hạn mỹ thể. Cũng may mình trước thời hạn rời đi. Nếu không Lâm Nhã Cầm cũng không sẽ tha mình. Hiện tại muốn đi vào thần môn, bước vào biển vô tận, hiển nhiên Lâm Nhã Cầm là duy nhất cơ hội. Diệp Thần suy tính hồi lâu, cuối cùng con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói. Tiếu trưởng lão, không có sao, ta đi thử một chút, ta và vậy Lâm Nhã Cầm vậy có duyên gặp mặt một lần. Tiếu trưởng lão diễn cảm cổ quái, ngươi xác định. Lâm Nhã Cầm và tông các sư huynh đệ đều là lạnh như băng hết sức. Càng không cần phải nói người linh võ đại lục. Diệp Thần làm sao có thể biết. Bất quá, tiếu trưởng lão cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hiện tại Lâm Nhã Cầm hẳn đang ở phụ cận, chúng ta đi tìm nàng, chỉ có thể thử vận khí một chút. Được. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó, Diệp Thần cầm tiếu trưởng lão, Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi an bài ở trong sơn động, mà hắn lựa chọn một mình đi tìm Lâm Nhã Cầm. Dọc theo đường đi đi tới chỗ đóng trại. Để cho hắn bất ngờ phải, cái này chi đội ngũ lại ngầm rất nhiều cao thủ. Rất hiển nhiên, lần trước bất ngờ sau đó, thần huyền tông đối với thánh nữ bảo vệ hiển nhiên tăng cường. Mấu chốt cái này sát thần, thật cần phải bảo vệ. Diệp Thần thầm kinh hãi, hắn trong lòng không có bất kỳ nắm chắc nào, nếu như Lâm Nhã Cầm đột nhiên nổi cáu, để cho tất cả mọi người đối với hắn động thủ. Đến lúc đó hắn muốn chạy trốn cũng rất khó. Người nào? Còn chưa cùng Diệp Thần đến gần, hai cái thần huyền tông đệ tử chính là sử dụng trường kiếm bày trận mà đợi. Diệp Thần chắp tay một cái, ta kêu Diệp Thần, muốn gặp quý tông thánh nữ Lâm Nhã Cầm, xin thông báo một tiếng. Vậy hai cái thần huyền tông đệ tử sắc mặt biến. Từ bọn họ bảo vệ thánh nữ bắt đầu, liền không người nào dám đến tìm thánh nữ.
Cái này người thanh niên chẳng lẽ không sợ chết? Thánh nữ nhưng mà không muốn cùng bất kỳ người đàn ông có dây dưa dễ má. Bất quá thần huyền tông đệ tử hiển nhiên cũng không phải ỷ thế hiếp người tồn tại. Dẫu sao Diệp Thần gọi ra thánh nữ tên chữ. Phải biết, thánh nữ tên chữ ở thần huyền tông đều là cấm kỵ. Như thanh niên này thật biết thánh nữ, bọn họ trì hoãn, cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Huống chi, cái này người thanh niên phong môn cảnh, căn bản không có thể đối với thánh nữ tạo thành uy hiếp. Ngươi theo chúng ta tới. Vậy hai cái thần huyền tông đệ tử dẫn Diệp Thần đi tới một nơi rất khác biệt trong viện mặt, xoay người cũng đã rời đi. Diệp Thần đứng ở trong sân chờ đợi, cũng không lâu lắm, một đạo tuyệt đẹp bóng người xuất hiện. Thiếu nữ nhìn như bất quá tới tuổi 20, cả người trong trẻo lạnh lùng, mang cái khăn che mặt. Vườn hoa cây linh thực giữa khe hở, lộ ra hạo như tuyết trắng da thịt, đen nhánh mái tóc dài tán lạc ở sau lưng, hai tay chắp sau lưng, một chút nhàn nhạt sát ý phóng thích mở. Mặc dù, cô gái này che giấu mặt mũi, nhưng từ nàng vậy đôi đáng tâm hồn người, cho dù đầy trời tinh thần, cũng ở đây trước mặt thất sắc trong mắt. Cùng với lồi lõm thích thú, tựa như thiên thần tự mình ra tay mài rũa mà thành linh lung dáng vẻ xem ra, không có ai sẽ hoài nghi người đàn bà này là một người đẹp đến mức tận cùng người đẹp tuyệt sắc. Nhưng mà, nếu như ngươi hiện tại đứng ở nơi này cô gái trước mặt nói, nhưng là không sanh được chút nào nghĩ thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô gái này khí chất. Nàng khí chất, quá lạnh. Lạnh thấu xương tủy. Chỉ cần xem nàng một mắt, cũng sẽ cảm giác sinh mạng của mình, tựa như bị uy hiếp, còn ai dám có cái gì nghĩ thế nào. Nàng chính là thần huyền tông thánh nữ, Lâm Nhã Cầm. Giờ phút này Lâm Nhã Cầm trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Còn mang một chút thẹn thùng. Nàng thân thể chưa bao giờ có người xem qua. Nhưng không nghĩ lần đó tìm luân hồi huyền bi, bị tên dâm tặc này thấy hết. Nàng thành tựu cao cao tại thượng thánh nữ làm sao còn gặp người. Nàng cả người linh lực phun trào, đó là một loại sát ý lạnh như băng. Không nghĩ tới, ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới, tự tìm cái chết. Trường kiếm sử dụng. Ở Lâm Nhã Cầm xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần sớm biết sẽ như vậy, thú hủ kiếm sử dụng, linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Hắn lại là kinh hãi phát hiện Lâm Nhã Cầm tu vi lại sớm đã đột phá thái hư cảnh. Hơn nữa đã đến thái hư cảnh ba tầng thiên. Không hổ là thần quốc thiên tài. Phải biết, Lâm Nhã Cầm ba tầng thiên cũng không phải là giống vậy ba tầng thiên à. Chỉ là hắn lần này đến tìm Lâm Nhã Cầm, cũng không phải là tới đánh nhau, mà là có chuyện. Ai biết Lâm Nhã Cầm mới vừa gặp mặt, không nói hai lời, lại trực tiếp động thủ. Phịch, một kiếm đón đỡ ở, Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước. Lâm Nhã Cầm thực lực, Diệp Thần vô cùng rõ ràng, hai người không phân cao thấp. Lâm tiểu thư, lần này ta là... Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Lâm Nhã Cầm trực tiếp mở miệng nói, dâm tặc. Chết! Lâm Nhã Cầm cầm ra tay ở giữa tú kiếm, trở tay một đóa kiếm hoa, hướng Diệp Thần phương hướng xông tới. Diệp Thần thấy một màn này, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Lâm Nhã Cầm thế tới hung hung, hắn nếu như một mực đón đỡ nói, có thể không phải là đối thủ. Đồ sát ma diệt thế kiếm. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trên người kiếm ý không ngừng lưu động. Vô tận kiếm ý tựa như hội tụ trình độ cao nhất. Một kiếm này có thể đồ sát ma. Có thể diệt thế. Phịch. Một kiếm rơi xuống, Lâm Nhã Cầm hơi kinh hãi. Nàng lúc này mới phát hiện Diệp Thần đột phá phong môn cảnh. Hơn nữa lại có chống lại mình lực lượng. Đây là cái gì yêu nghiệt? Nhưng là, thất thần chốc lát, nàng rất nhanh thanh tỉnh, sát ý nồng hơn, trong tay tú kiếm, không có chút nào do dự, một luồng kiếm quang xông tới. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang đồng thời hủy diệt. Diệp Thần, ban đầu không có đánh chết ngươi, nếu ngươi chủ động đưa tới cửa, đừng trách ta không khách khí. Lâm Nhã Cầm thế tới hung hung, thân ảnh quỷ mị trực tiếp tại chỗ biến mất. Ở Lâm Nhã Cầm thời điểm biến mất, Diệp Thần cau mày. Hắn nhưng mà biết Lâm Nhã Cầm thực lực, hiện tại hai người nói liếc, không phân cao thấp. Ở Lâm Nhã Cầm biến mất trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Một đạo kiếm quang bén nhọn, đã trực tiếp xông lại. Ở kiếm quang sắp tới Diệp Thần trước mặt thời điểm,
hắn cả người bóng người vừa quay người, cầm ra Chu Thiên Thần Ma Thương. Một thương nháy mắt bây giờ đâm ra đi. Đầu thương vẻ hàn quang lưu động, thương ý vào giờ khắc này, trực tiếp phun phát ra ngoài. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, toái tinh. Oanh! Trong hư không, truyền tới một tiếng nổ vang, Diệp Thần cả người bóng người lui về phía sau hai bước. Ở lui về phía sau thời điểm, tử vong quy luật không ngừng phun trào đi ra. Nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt hạ xuống đến một người vô cùng điểm. Trong hư không trôi giạt lạnh như băng hoa tuyết, một đạo màu đen kiếm quang, trực tiếp xông tới. Chém xuống một kiếm đi thời điểm, Lâm Nhã Cầm bóng người không ngừng lui về phía sau. Phịch, phịch, phịch. Lâm Nhã Cầm quơ trong tay tú kiếm, không ngừng rơi xuống. Vèo. Khi kiếm quang tan biến thời điểm, Lâm Nhã Cầm cả người bóng người trực tiếp xông tới. Ở Lâm Nhã Cầm xông lên lúc tới, Diệp Thần cau mày. Hắn muốn mở miệng, nhưng mà Lâm Nhã Cầm vẫn luôn không cho mình cơ hội. Đâm. Lâm Nhã Cầm hai tay nắm chặt tú kiếm, điên cuồng rơi xuống đi. Đang rơi xuống đi thời điểm, Diệp Thần bóng người không ngừng lui về phía sau, muốn tránh mũi nhọn. Lần này tới, hắn thật sự có chuyện khẩn yếu à? Ở Diệp Thần lui về phía sau thời điểm, Lâm Nhã Cầm không theo không buông tha, trong nội tâm chỉ còn lại một cái ý nghĩ, chính là chém chết cái này xem sạch mình dâm tặc. Nàng thân thể băng thanh ngọc khiết, lại bị một người xa lạ tiết độc. Đây là ngươi ép ta. Còn như xem sạch ngươi thân thể, có thể do không được ta, là chính ngươi cởi. Muốn trách cũng tại ngươi mình. Lâm Nhã Cầm trên người sát ý và dùng mình càng phát ra đậm đà. Diệp Thần, ngươi nói thêm câu nữa. Một giây kế tiếp, Lâm Nhã Cầm mang cuồng phong bạo vũ vậy một kiếm trực tiếp chém xuống. Nàng muốn Diệp Thần chết. Diệp Thần tự nhiên không thể nào lại nương tay. Người khác nuông chiều cái này cao cao tại thượng thánh nữ, hắn cũng không sẽ. Hắn một bước bước lên trời cao, cả người trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm điên cuồng chém xuống. Một kiếm này, coi như là hắn lần đầu tiên thử nghiệm. Mặc dù không đạt tới phong thanh dương, nhưng vậy coi là có chút cáu vận. Vừa vặn, cái này Lâm Nhã Cầm là một người vô cùng tốt thực tập đối tượng. Lục đạo kiếm thần kiếm thứ 5, cửu thiên chu thần kiếm. Ở kiếm quang rơi xuống lúc đó, Lâm Nhã Cầm nâng lên trong tay tú kiếm tới đón đỡ. Phốc suy, Lâm Nhã Cầm ứng phó không kịp, trong miệng một búng máu phun ra ngoài. Ở máu loãng phun ra thời điểm, Lâm Nhã Cầm trong con ngươi mặt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Tên dâm tặc này lấn hiếp người quá đáng. Trong tròng mắt trừ tức giận, còn có một chút kinh ngạc. Diệp Thần lại có thể đánh cho bị thương nàng. Cái này làm cho Lâm Nhã Cầm mình căn bản không có nghĩ đến. Lúc này mới bao lâu? Phải biết, nàng nhưng mà thần huyền tông thánh nữ, tông bên trong cửa có nhiều tài nguyên, có thể làm cho nàng đột phá. Bản thân thiên phú cũng đã trong một vạn không có một, hơn nữa tông môn tài nguyên, tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm. Diệp Thần và nàng nhưng mà không giống nhau, hèn mọn người linh võ, tựa hồ huyết mạch cũng không mạnh, bây giờ lại có thể làm cho nàng bị thương, là thật có một ít bất ngờ. Nàng không dự định lại nương tay. Lâm Nhã Cầm khí tức cả người biến đổi, một cổ để cho Diệp Thần cũng hơi kinh hãi khủng bố sát ý, phóng lên cao, mà Lâm Nhã Cầm một đầu tóc dài đen, cũng ở đây ngay tức thì biến thành đỏ tươi vẻ. Không chỉ là kinh khủng kia sát khí, một đạo huyết khí nồng nặc từ Lâm Nhã Cầm trong cơ thể tản ra, hóa thành một đạo cuồn cuộn chảy máu, vây quanh Lâm Nhã Cầm quanh người không ngừng lưu chuyển. Trong chốc lát, Lâm Nhã Cầm thân thể mềm mại bên trong, lại là bộc phát ra một cổ cường đại thần tính, cả người nhìn như giống như ở biển máu bên trong, xinh đẹp cực kỳ băng sơn nữ thần vậy. Thần nữ kiếm. Lâm Nhã Cầm khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, một đóa đóa hoa mai tách thả ra. Nhưng hàm chứa sát ý. Vèo vèo vèo. Một đóa đóa hư ảo hoa mai hướng Diệp Thần phương hướng xông tới. Diệp Thần không có cách nào, chỉ có thể cầm ra tay ở giữa thú hủ kiếm để ngăn cản. Nếu như không phải là bởi vì có chuyện muốn nhờ giúp đỡ Lâm Nhã Cầm, hắn hiện tại cũng sớm đã phủi mông một cái đi. Cái này làm cho Diệp Thần có chút tức giận, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Phốc suy. Hoa mai rơi vào thú hủ kiếm phía trên, Diệp Thần thừa nhận to lớn lực lượng, trong cơ thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn, một búng máu trực tiếp phun ra ngoài.
nhận lấy cái chết. Lâm Nhã Cầm cả người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Thần bóng người đã đâm đi. Diệp Thần đứng tại chỗ, cũng không có nhúc nhích, thậm chí trong tay thú hủ kiếm, cũng không có ngăn cản. Ở một kiếm sắp đâm về phía Diệp Thần thân thể thời điểm, Lâm Nhã Cầm hơi ngẩn ra, đột nhiên thu tay lại. Ngươi vì sao không ngăn trở, ngươi thực lực rõ ràng có tư cách ngăn trở. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ. Lâm cô nương, chúng ta đánh xuống chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, ta hy vọng bước vào thần quốc lĩnh vực biển vô tận, hơn nữa ta đã bị biển vô tận thần quốc người giữ cửa truy nã. Tiếp theo, Diệp Thần cầm sự tình phát sinh nói một lần, nguyên nguyên bản bản nói cho Lâm Nhã Cầm. Ha ha, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi rời đi đi, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý. Lâm Nhã Cầm tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần sắc mặt hơi có chút khó khăn xem, cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu. Lâm Nhã Cầm không đuổi giết hắn, đã coi là ngoài ý muốn. Xem ra con đường này vậy lấp kín. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đầu óc đột nhiên truyền tới một giọng nói. Thằng nhóc, hỗn độn tinh thú ngươi còn chưa hoàn toàn luyện hóa, có phải hay không nên tìm thời gian hoàn toàn luyện hóa tại trong cơ thể? Thanh âm này tự nhiên đến từ Thương Cổ Y Thần. Diệp Thần liếc một cái Thương Cổ Y Thần nói, hiện tại không tâm tình luyện hóa, ngày khác nói sau. Thương Cổ Y Thần ngẩn ra, chợt sắc mặt khó coi đứng lên. Mấy giây sau đó, hắn mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi muốn nói phục vậy nha đầu, vậy không phải là không có biện pháp. Ngươi dựa theo ta nói làm, có lẽ có một đường sinh cơ. Rất nhanh, Diệp Thần khóe miệng chính là xuất hiện một đạo nụ cười, hắn chợt xoay người, lần nữa hướng Lâm Nhã Cầm đi tới. Lâm Nhã Cầm hàn mâu đông lại một cái, ý định giết người lần nữa phóng thích, Diệp Thần, ai cho phép ngươi trở về? Ta đã cho ngươi cơ hội. Đã như vậy, vậy thì chớ đi. Một giây kế tiếp, Lâm Nhã Cầm vô biên sát ý tràn ngập, một kiếm sử dụng, trực tiếp bắn về phía Diệp Thần tim. Lực lượng này vượt qua xa thái hư cảnh ba tầng thiên. Thậm chí để cho cả viện sinh ra cuồng phong bạo vũ. Nháy mắt bây giờ, kiếm thì phải đem Diệp Thần hủy diệt thành hư không. Diệp Thần dâu ria không nhúc nhích, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lại là giếng cổ không dao động. Đột nhiên, hắn lên tiếng. Lâm Nhã Cầm, người đàn điền phải chăng đã từng vỡ vụn qua một lần, cố nhiên dùng thuật pháp đền bù, nhưng thi triển thần tính cùng với cực mạnh kiếm pháp sau đó, đan điền đều sẽ có một hồi vô hình cảm giác đau đớn. Cái này loại cảm giác đau đớn kéo dài thời gian vô cùng lâu, thậm chí sẽ để cho ngươi trước ngực phát tăng, thân thể có lửa dục đốt người cảm giác. Còn nữa, ngươi hẳn đi tìm rất nhiều thần y chữa trị, chỉ tiếc, cái này loại hậu di chứng càng phát ra mãnh liệt. Hơn nữa, trong khoảng cách một lần đau đớn, bất quá một ngày lâu. Nếu như ta không đoán sai, phát triển tiếp, ngươi tu vi cố nhiên tăng trưởng, nhưng là loại đau khổ này sẽ không ngừng càng sâu. Kiếm dừng lại. Mặt đầy hàn sương và sát ý Lâm Nhã Cầm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thân thể đang run rẩy. Hoàn toàn đúng. Thậm chí thời gian cũng không có một chút chênh lệch. Mấu chốt, như vậy chuyện bí ẩn tình, Diệp Thần làm sao biết? Khắp thiên hạ, trừ mình, không thể nào có người biết. Lâm Nhã Cầm kiếm đang run rẩy, đây là nàng tu luyện nhiều năm tới, gặp qua nhất không thể tưởng tượng nổi sự việc. Cái này người thanh niên chẳng lẽ sẽ thuật bói toán? Có thể thế gian thật có như vậy chính xác thuật bói toán? Lâm Nhã Cầm thu hồi kiếm trong tay, lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Diệp Thần bước ra một bước, quanh thân phát ra cực kỳ huyền diệu khí thế, tựa như áp đảo hết thảy bên trên. Ta là thần y, một quẻ diễn gió mưa, một kim cứu trôi trên mặt nước. Hơn nữa, người bệnh, thế gian chỉ có ta một người trị được. Giờ khắc này, Lâm Nhã Cầm trong con ngươi xinh đẹp, thành tựu xuất sắc dạo dực, sâu đậm nhìn chằm chằm Diệp Thần, đẹp làm người ta hít thở khó khăn trên mặt mũi tất cả đều là kinh hãi. Nàng muốn đem Diệp Thần nhìn thấu. Diệp Thần võ đạo như vậy nghịch thiên, chẳng lẽ còn có dư lực chuyên nghiên cứu y thuật? Hơn nữa nhìn dáng dấp, người này y thuật xa xa mạnh hơn võ đạo. Nàng nhưng mà rõ ràng, mình hậu di chứng, có bao nhiêu khó giải quyết. Thần quốc 10 đại thần y một trong vị kia cũng bó tay. Cái này nhìn như có chút không đáng tin cậy người thật có thể được. Lâm Nhã Cầm biết, nếu như vấn đề này không giải quyết, nàng võ đạo tuyệt đối có ảnh hưởng.
mấu chốt loại đau khổ này không cách nào nhịn được. Do dự hồi lâu, Lâm Nhã Cầm vẫn là lựa chọn tin tưởng một lần Diệp Thần, nàng mở miệng nói, ngươi xác định có thể trị hết ta. Xác định, Diệp Thần trong mắt sửng dưng. Được, Lâm Nhã Cầm sát ý thu liếm, lại là kích động mấy phần, vậy ngươi nói cho ta như thế nào chị, cần gì? Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Thần lời nói nhưng là để cho Lâm Nhã Cầm khiếp sợ và nổi giận. Không cần bất kỳ đồ, chỉ cần, ngươi cởi xuống quần áo. Trên người, một kiện cũng không thể còn dư lại. Bầu không khí vào giờ khắc này, quỷ dị đến trình độ cao nhất. Trên người, một kiện cũng không thể còn dư lại. Diệp Thần lời nói vừa dứt, Lâm Nhã Cầm kiếm lạnh lẽo phun trào. Vô tận tức giận tựa như một đầu ngút trời cự thú. Lâm Nhã Cầm thành tựu thần huyền tông thánh nữ, lại bị như vậy làm nhục. Lần trước, Diệp Thần liền thấy hết mình. Lần này, chẳng lẽ còn muốn mình tự tay cởi. Nàng thành tựu thánh nữ, làm sao có thể cũng như này phóng đãng hành vi. Nàng làm sao có thể không tức giận giận. Diệp Thần, đừng lấy là ta thật không dám giết ngươi, cố nhiên ngươi hiện tại cường đại, nhưng là ta vận dụng thuật pháp, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không ngại và ngươi cá chết lưới rách. Diệp Thần nhìn lửa giận thiêu đốt Lâm Nhã Cầm, vươn người một cái, đã như vậy, ngươi ta đi, ngươi tùy ý. Nói xong, Diệp Thần xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói, đáng tiếc à, có ít người con đường võ đạo cũng chỉ có thể tới đây. Loại đau khổ này, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây cũng không phải Diệp Thần muốn trêu đùa Lâm Nhã Cầm, mà là thương cổ y thần thuật pháp, quả thật muốn như vậy. Lâm Nhã Cầm vấn đề có chút nghiêm trọng, chỉ có thương cổ y thần một đạo châm pháp có thể giải quyết. Hơn nữa thương cổ y thần đã đem thuật pháp truyền đến Diệp Thần đầu óc. Diệp Thần bản thân liền nắm giữ Lâm Thanh Huyền y thuật, đối với y đạo lĩnh ngộ khác với người thường, rất nhanh liền học biết liền vậy kim thuật. Lâm Nhã Cầm nhìn Diệp Thần không ngừng thân ảnh đi xa, khẽ cắn môi đỏ mọng. Mặt nàng đỏ ửng. Nàng đang do dự. Nàng ở quấn quýt. Nàng biết, Diệp Thần là giải quyết nàng vấn đề duy nhất có thể. Cố nhiên lần này, có chút làm nhục và tức giận. Nhưng Diệp Thần cũng không phải là không gặp mình thân thể. Tại sao không thể lại thẳng thắn một lần? Vô số suy nghĩ nhiễu loạn Lâm Nhã Cầm vậy bình tĩnh tim. Ngay tại Diệp Thần mau phải rời khỏi sân thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Thần. Ngươi theo ta tới. Diệp Thần bước chân dừng lại, khẽ mỉm cười, thần huyền tông thánh nữ. Thật đúng là lấy là ta Diệp Thần không trị được ngươi. Một gian tản ra nhàn nhạt thoang thoảng gian phòng. Chỉ có Lâm Nhã Cầm và Diệp Thần hai người. Lâm Nhã Cầm bước ra máu tươi, cầm ra một khối ngọc bội, thiết lập ngăn cách đại trận. Trận này chỉ có Diệp Thần và mình có thể tra xem. Dù là thần niệm đều không cách nào đụng chạm. Thậm chí cả thiên đạo cung thiên đạo bàn đều không cách nào khám phá. Hết thảy chuẩn bị tiếp tục. Vậy như hàn băng Lâm Nhã Cầm sắc mặt càng phát ra hồng diễm, tựa như có thể nhỏ máu. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, thân thể cũng là không ngừng run rẩy. Nàng quả đấm bóp thật chặt. Nàng ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Thần trên mình. Gần từng chữ, Diệp Thần, nhớ, ngươi bây giờ là một cái thần y, ngươi không thể trộm xem ta phân nửa. Nếu không, coi như chân trời góc biển, ta cũng muốn đuổi giết ngươi. Còn nữa, ngươi chỉ tốt ta, ta sẽ mang ngươi đi thần quốc. Hơn nữa ngươi còn cần đáp ứng ta một cái điều kiện, bỏ mặc cái gì điều kiện, đều không cho phép cự tuyệt. Nếu như ngươi phản đối, hiện tại liền có thể đi ra ngoài, ta cũng không cần ngươi trị. Diệp Thần lông mày nhướn lên, ngược lại là đối với cái này điều kiện không để ở trong lòng. Chỉ cần có thể đi vào thần quốc, tìm được biển vô tận là đủ rồi. Ta đáp ứng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, coi là đồng ý. Vốn là suy nghĩ để cho Lâm Nhã Cầm cầm điều kiện nói cho hắn, bất quá Lâm Nhã Cầm vẫn chưa nghĩ ra, sau này hãy nói. Lâm Nhã Cầm điều chỉnh hô hấp, cuối cùng mở miệng nói, nếu như ngươi không trị hết ta. Ta sẽ giết ngươi, ta thề. Diệp Thần khoát khoát tay, biết, mau cởi, đừng chậm trễ ta chữa trị. Một giây kế tiếp, Lâm Nhã Cầm tay liền đặt ở mình bên hông chù mang bên trên. Chù mang tháo ra. Linh lực chấn động một cái, một kiện lụa mỏng chậm rãi rơi xuống. Vậy trắng trẻo lung linh thân thể dần dần hiện lên.
đẹp không thể hình dạng. Diệp Thần cố nhiên không phải lần thứ nhất gặp, nhưng là giờ phút này, cũng là cảm giác khô miệng khô lưỡi. Một kiện kiện lụa mỏng rơi xuống, cuối cùng liền che giấu ngạo vật thiếp thân chi y cũng là tháo ra. Vậy như sóng tràn bờ thế đột nhiên bại lộ ở trước mắt. Diệp Thần ngây dại. Hắn dẫu sao là một cái huyết khí phương cương thanh niên. Diệp Thần, ngươi muốn xem tới khi nào? Đừng quên ngươi muốn làm gì? Lâm Nhã Cầm băng hàn thanh âm vang lên. Diệp Thần cái này mới tỉnh hồn lại, dùng linh lực chế trụ nội tâm sao động. Một giây kế tiếp, tay hắn chỉ bắt pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Linh lực vận chuyển tới lòng bàn tay. Lòng bàn tay lại từ từ ngưng tụ ra mấy cây bảy màu chi kim. Diệp Thần hơi kinh hãi, thương cổ y thần y thuật quả nhiên mạnh mẽ, mặc dù không qua là dạy mình một đạo châm pháp, hắn liền có thể lĩnh ngộ ra ra mạnh mẽ bao nhiêu y thuật. Nếu như nắm giữ thương cổ y thần toàn bộ y thuật, thần quốc võ giả sợ rằng đều phải đối với mình dè đặt mấy phần đi. Cũng may, hiện tại có hỗn độn tinh thụ, thương cổ y thần nóng nảy ngược lại là thu liếm mấy phần. Đây là một cái rất tốt tần số. Mình phải nghĩ biện pháp mau sớm nắm trong tay thương cổ y thần toàn bộ y thuật. Diệp Thần đi tới Lâm Nhã Cầm bên người, bảy màu chi kim trôi lơ lửng ở năm ngón tay bây giờ. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần năm ngón tay điểm ra. Chạm tới Lâm Nhã Cầm. Vậy mềm mại cảm giác giống như bị chạm điện. Lâm Nhã Cầm sắc mặt khác thường, nàng có thể cảm giác được toàn thân mình bị một cổ lực lượng thần kỳ lưu động. Cuối cùng toàn bộ hội tụ ở nơi đan điền. Vậy đã từng tan vỡ đan điền giống như hạ xuống mùa xuân, tỏa sáng hết thảy sức sống. Mặc dù giờ phút này hai người tiếp xúc có chút mập mờ và cổ quái, nhưng là Lâm Nhã Cầm biết, trước mắt Diệp Thần thật sự có thông thiên y thuật. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Linh võ đại lục lại có võ đạo và y đạo lớn mạnh như vậy thanh niên. Đây quả thực muốn nghiền ép thần quốc những cái kia tiếng tăm lừng lẫy thiên tài à. Nếu như người này bước vào thần quốc, sợ rằng sẽ tung lên cuồng phong bạo vũ. Lâm Nhã Cầm tim, hơi động. Nhưng là nàng sát ý không có biến mất. Lần này, nàng đối với Diệp Thần hận sâu hơn. Không chỉ nhìn mình, lại chạm đến nàng nhạy cảm, có lẽ một ngày nào đó, nàng sát ý cùng nhau, sẽ không chút do dự giết người đàn ông này. Nhưng, tuyệt không phải hiện tại. Một lúc lâu sau, Diệp Thần tay rời đi Lâm Nhã Cầm. Chán hắn hiện đầy mồ hôi hột. Thương cổ y thần y thuật cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là hiển nhiên đối với đan điền linh lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu không phải mình tiến vào phong môn cảnh, sợ rằng còn không có tư cách thi triển. Lâm Nhã Cầm chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, nàng tự nhiên cảm nhận được đan điền biến hóa. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho ta xoay người. Diệp Thần cười một tiếng, không có lập tức xoay người. Ngược lại ngửi một cái lòng bàn tay, hắn bất quá muốn cảm thụ một chút bảy màu chi châm lực lượng. Có thể một màn này ở Lâm Nhã Cầm xem ra, không thể nghi ngờ là mượn Diệp Thần tay mình, tới văn mình mùi vị. Nàng tức giận càng phát ra múc. Cho ta lăn ra ngoài. Diệp Thần hơi ngẩn ra, liếc một cái Lâm Nhã Cầm, vẫn là rời đi. Phòng cửa đóng. Không có ai biết bên trong nhà Lâm Nhã Cầm tâm trạng là như thế nào chập chờn. Lại hai tiếng sau đó, đi thông thần quốc biển vô tận cửa. Một chiếc linh lộc bên trong xe ngựa. Tiếu trưởng lão, Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi ba người, hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp. Ba người không khỏi mở to mắt mâu nhìn Diệp Thần. Trong đó nhất kinh hãi không ai bằng Tiếu trưởng lão. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại thật mời nổi thần huyền tông thánh nữ. Đây chính là cao cao tại thượng tông môn thánh nữ. Dưới một người trên vạn người, cao quý vô cùng, làm sao có thể vào một cái linh võ đại lục phong môn cảnh có dây dưa dễ má. Mấu chốt còn nguyện ý mạo hiểm mang mọi người tiến vào thần quốc. Đây chính là phạm luật. Như bị phát hiện, thánh nữ vị trí đều có thể khó giữ được. Mọi người trong lòng cố nhiên có vô số nghi vấn, nhưng vậy không dám lên tiếng. Cũng may, dọc theo đường đi có Lâm Nhã Cầm. Bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng. Dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, không có gặp phải bất kỳ kiểm tra. Dẫu sao là thần huyền tông thánh nữ xe ngựa, vậy không phải tùy tiện là có thể để cho người khác kiểm tra. Ở linh lộc xe ngựa chuẩn bị bước vào thần quốc thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền tới tiếng vang.
Diệp Thần cau mày, hắn cảm nhận được bên ngoài có thần nước người giữ cửa xuất hiện. Lâm Thánh Nữ, có người đánh chết chúng ta thần quốc người giữ cửa, cần theo thông lệ kiểm tra, hy vọng có thể vén rèm lên vừa thấy. Thấy thần quốc người giữ cửa, Diệp Thần cau mày, dự định ba người mở một đường máu, vậy không muốn liên lụy Lâm Nhã Cầm. Lâm Nhã Cầm để cho Diệp Thần an tâm một chút chứa nóng, chính nàng có biện pháp giải quyết. Dựa vào cái gì? Lâm Nhã Cầm khinh thường cười một tiếng, trực tiếp mở miệng. Một cái thần quốc người giữ cửa mà thôi, muốn để cho nàng vén màn cửa lên. Đừng quên ta nhưng mà thần Huyền Tông Thánh Nữ, dù là các ngươi thần quốc người giữ cửa, cũng không xứng tra xem. Thần quốc người giữ cửa nghe gặp Lâm Nhã Cầm mà nói, không lạnh không nhạt mở miệng, đây là thần quốc thần môn cung quyết định quy củ. Đại biểu thiên đạo cung ý chí. Một câu nói, trực tiếp đại biểu thiên đạo cung ở thần quốc cũng là cự vô phách tồn tại. Lâm Nhã Cầm ở bên trong xe trấn an Diệp Thần, sau đó cầm ra một cái cổ xưa ngọc bài, trực tiếp từ rèm cửa sổ bên trong ném ra. Làm thần quốc người giữ cửa thấy rõ ràng ngọc bài hình dáng, hù được cả kinh thất sắc, một tiếng, quỳ ngã trên mặt đất. Đây lại là trước một đời thiên đạo cung trưởng lão ngọc bài. Hắn cung kính bắt được lệnh bài, đặt ở linh lộc trên xe ngựa mặt, Lâm Nhã Cầm năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp đem ngọc bài thu hồi, cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy một màn này, Diệp Thần tròng mắt nhỏ tránh. Nàng biết, cái này thần Huyền Tông Thánh Nữ có thể không mình nghĩ đơn giản như vậy. Một cái bình thường thánh nữ làm sao có thể có cái này loại lệnh bài. Bất quá đây là Lâm Nhã Cầm chuyện, Diệp Thần cũng không dự định hỏi kỹ. Tiến vào thần môn sau đó, Lâm Nhã Cầm để cho đội ngũ ở một nơi hẻo lánh dừng lại. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, tiện tay ném ra một cái ngọc phù, Diệp Thần, đây là ngươi đáp ứng ta điều kiện. Ngươi để cho ta làm sự việc, ta đã làm xong. Tiếp theo liền xem ngươi. Ngọc phù này nếu như chấn động, sẽ bị bại lộ tọa độ, ngươi hẳn có thể tìm được ta. Đến lúc đó ta sẽ nói ra điều kiện. Dĩ nhiên. Ta vĩnh viễn không hy vọng ngọc phù này chấn động. Thậm chí, có lẽ nào đó trong nháy mắt, ta sẽ thay đổi chủ ý, tới giết ngươi vậy nói không chừng. Ở ta trong mắt, sự kiện kia, ta như cũng không cách nào tha. Nói xong, Lâm Nhã Cầm trực tiếp buông xuống Diệp Thần các người, để cho trước đội ngũ vào. Dẫu sao nàng tiến vào biển vô tận còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Diệp Thần đưa mắt nhìn Lâm Nhã Cầm đi xa. Sau đó liền hướng mọi người nói, đi thôi, cũng nên đi biển vô tận. Tìm biển vô tận cực kỳ dễ dàng. Nơi đây, biển vô tận tràn ra ngoài hung sát khí và ma khí cực kỳ đậm đà. Hung sát khí nhất cuồng bạo tất lại chính là biển vô tận. Nhưng mà, làm bốn người đi tới trung ương chi địa, nhưng là phát hiện biển vô tận chung quanh bao phủ một đạo cực mạnh cấm chế. Đây là chạm ách cảnh lực lượng. Thậm chí còn mạnh hơn. Cấm chế giống như một bức tường, ngăn cách đất liền và biển vô tận. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, Tiếu trưởng lão mới nhớ tới cái gì, vỗ ót một cái. Diệp Thần, ta đây là quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Ban đầu biển vô tận bị thần quốc tước đoạt sau đó, thần quốc trận pháp cường giả liền thiết lập một đạo quy tắc, biển vô tận cách mỗi một đoạn thời gian mở một lần. Đoạn thời gian này sẽ không quá dài. Nhưng rất hiển nhiên, hôm nay cũng không mở. Dưới mắt, chúng ta nhất định phải cùng. Diệp Thần nhìn một cái cấm chế, hắn biết mình thực lực trước mắt căn bản không cách nào đánh vỡ. Chỉ có thể chờ đợi. Mà ngay lúc này, luân hồi mộ địa đột nhiên truyền tới một giọng nói. Kỳ quái! Thần quốc lại đem một khối bản đồ đặt vào nơi này. Quá kỳ quái! Thanh âm này tự nhiên đến từ Thương Cổ Y Thần. Đột nhiên, Thương Cổ Y Thần cảm nhận được cái gì, kích động mấy phần, vội vàng hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, trước đây ta giúp ngươi, hiện tại ta cũng không muốn ngươi nóng lòng luyện hóa vậy hỗn độn tinh thụ, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện khác. Hiện tại biển vô tận vừa vặn thuộc về khép kín trạng thái, cũng coi là chuyện tốt. Thậm chí ta nguyện ý dạy ngươi càng nhiều hơn y thuật. Diệp Thần khẽ nhíu mày, chuyện gì? Thương Cổ Y Thần dừng lại mấy giây. Mở miệng nói, ta muốn ngươi đi một chuyến Thương Cổ Môn. Vốn là đây là muốn ngươi chính thức tiến vào thần quốc sau đó mới sẽ yêu cầu. Nhưng là hiện tại,
Ta phát hiện thần quốc đem linh võ đại lục biển vô tận hóa là bản đồ sau đó, lại đem thần quốc một chỗ khác cùng biển vô tận tiếp giáp. Chắc hẳn thần quốc muốn hoàn toàn hấp thu biển vô tận cơ duyên. Mà đây chỗ địa phương, lại có thương cổ môn. Diệp thần nghe được cái này ba chữ, thời gian đầu tiên liền nghĩ tới liền thương cổ y thần tông môn. Nhưng thương cổ y thần không phải một người sao? Tại sao lại có tông môn? Thương cổ môn. Sư tôn, môn phái này là người chân truyền môn phái à? Diệp thần thẩm vấn trước. Cũng không phải là. Ta năm đó đi thần quốc thiên địa trên dưới. Này thương cổ môn, chỉ là ta năm đó nổi dậy tiện tay sáng lập môn phái mà thôi, nhưng là dành cho môn phái này để lại một kiện trấn sơn chi bảo thiên nộ linh châm. Ta trước đây cảm ứng một phen, bọn họ còn chưa từng vận dụng vật này dựa vào ta một đạo thần niệm. Thương cổ y thần có chút ảm đạm, không khỏi được thở dài nói, xa nhớ năm đó, ta ngang dọc thần quốc trên dưới, ai có thể chống đỡ ta. Hắn bỗng nhiên tự giễu đôi câu, có chút cảm khái nói, ta hóa thân các loại đủ các loại nhân vật, sông sáo thiên địa, lưu lại lớn như vậy uy minh và môn phái, nhưng không nghĩ bản thể bị kẹt. Mà thương cổ môn ta tuy chỉ dừng lại một năm, nhưng lưu lại thiên nộ linh châm bên trong có ta một đạo hòa tính thần niệm, không giống đạo này, ngủ say không biết bao lâu, vậy một đạo thần niệm có thể thu nạp thiên địa tiên khí đền bù tự thân, chỉ cần không bị hủy liền có thể một mực tồn tại. Có lẽ, lão phu thu hồi thiên nộ linh châm, liền có thể biết bản thể là như thế nào bị kẹt. Thương cổ y thần. Thần quốc đại danh đỉnh đỉnh thần y, người ngoài chỉ biết là hắn là thần y, cứu sống người bị thương. Nhưng không biết, sau lưng hắn hóa thân nhiều người, lấy ngút trời chiến lực xông xuống lớn như vậy uy minh, có thể như vậy, bản thể nhưng cũng bị vây hãm. Chỉ có đi thương cổ môn mới có thể biết. Thương cổ môn. Nếu như ta cảm giác không sai, đang ở phụ cận. Diệp thần cảm giác được thương cổ y thần biến hóa, hắn do dự mấy giây, vẫn là gật đầu nói, được, nếu như đang ở phụ cận, ta liền đi một chuyến thương cổ môn. Thương cổ y thần hơi ngẩn ra, thằng nhóc, ngươi không cùng ta nói điều kiện. Diệp thần liếc một cái thương cổ y thần, ngươi đừng lão dùng ta. Điều kiện ta cũng không cần, ngươi bị kẹt tung tích, phỏng đoán và những cái kia sư tôn như nhau. Bất kể như thế nào, ta đều phải giải cứu, dù là ngươi hiện tại không đồng ý ta. Thương cổ y thần phức tạp nhìn một mắt Diệp thần, nhàn nhạt nói, được. Diệp thần trả lời thương cổ y thần sau đó, liền thu xếp ổn thỏa kỷ lâm các người, dự định một người đi điều tra. Thương cổ môn, không biết là thương cổ y thần nhiều ít năm trước thiết lập. Hiện tại cũng không biết như thế nào. Biển vô tận tiếp giáp là một tòa thật to bờ biển thành phố. Bát ngát vô cùng. Nơi này mặc dù là thần quốc đất đai, nhưng là hiển nhiên là thần quốc yếu nhất địa phương. Toàn thể tu vi không hề coi là cực cao. Nếu không cũng sẽ không tiếp giáp biển vô tận, là rất nhiều tông môn cung cấp tài nguyên. Hắn dọc theo đường đi ngược lại là hỏi không ít người, nhưng là rất hiển nhiên, những người này cách cục quá thấp, cũng không biết thương cổ môn ở nơi nào. Diệp thần biết, hắn cuộc sống không quen. Chỉ có đi gây chuyện mới có thể hỏi thăm tin tức. Đánh hắn. Đồ đáng chết, cũng không xem mình là món hàng gì sắc. Hạ đẳng hèn mọn tạp chồng, vậy không biết xấu hổ tới mua đồ. Ra cho ngươi chính là ba cái linh bánh màn thầu. Ngươi mới cho bao nhiêu lần cùng thần Vân Thạch à. Từng trận tiếng mắng chửi truyền tới. Đồng thời dẫn được không ít người chú ý, Diệp thần nhướng mày một cái, vốn là muốn buông tha vây xem. Nhưng là lại nghe được một hồi thanh âm. Ta rõ ràng cho ngươi là 7 cái hạ đẳng thần Vân Thạch à. Vậy cũng lấy mua 5 cái linh man à. Lão bản, nghe được tốt, lại đếm một chút đi, ta van cầu ngươi. Thật, ta van cầu ngươi. Thanh âm mang bi thương và khẩn thiết ý, nhưng lại tràn đầy nghiêm túc cung cấp. Nhìn dáng dấp, giống như là một cái người đàng hoàng bị cường ngạnh chủ quán khi dễ tựa như. Tên ngu ngốc này. Ha ha ha, ngu si, tâm trí không hoàn toàn ngu si. Lão bản, lừa gạt hắn, liền lừa gạt tên ngu ngốc này, ai bảo hắn tâm trí không hoàn toàn à? Quần chúng vây xem phát ra từng cơn thanh âm, đều là châm biếm tiếng. Tựa hồ nhận định chủ quán là có thể khi dễ người kia, vẫn còn là trợ giúp chủ quán. Diệp thần cảm giác không đúng, hơi đi lên đi mấy bước, xem thấy đám người bên trong có một cái thiếu niên,
ăn mặc da hổ thú y, lớn có chút giống là trong thôn lạc đi ra chất phác thiếu niên, nhưng gặp thiếu niên nhận thức chân thật đứng ở chủ quán trước mặt, từng lần một đếm lên cùng thần vân thạch, 7 cái, hết lần này tới lần khác chủ quán nếu không phải là nói là 5 cái, nguyên bản mua 5 cái linh man, chủ quán chỉ cho 3 cái. Xem ra thần quốc chi địa vậy không người linh võ đại lục hướng tới tốt như vậy. Thứ gì? Để cho ta vệ ra tới xem, đây không phải là ngày hôm qua bên đường xin cơm tiểu tạp chủng à. Đếm người thanh niên người đàn ông đi tới, bắt ra thú thiếu niên, trực tiếp ấn trên đất chính là dừng lại đánh. Các thanh niên hơi thở ngưng trọng, trên nắm tay bổ sung thêm một cổ phép tắc lực lượng, đánh vào gia thú trên người thiếu niên, nhưng là chỉ có thể đánh được thiếu niên xương mặt xương mũi, nhưng không cách nào phá vỡ thân thể. Tiểu tạp chủng. Lão tử nhìn thấy một lần, đánh ngươi một lần, lần sau ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt lão tử liền đánh chết ngươi. Ngươi cái này tạp chủng, thân xác như thế lợi hại, đàng hoàng mỗi ngày bị đánh đi. Các thanh niên nhắm ngay ra thú thiếu niên Tần Ngạo Thiên chính là đánh một trận. Dẫn đội là vệ gia công tử vệ Hàn. Người chung quanh thấy được thiếu niên lăn lộn đầy đất, cũng có chút trong lòng không đành lòng, nhưng là ngại vì vệ gia thân phận cao cực kỳ nguyên nhân, không dám quấy rầy. Vệ gia, nhưng mà cái này dọc theo biển thành lớn chân chính chính gia tộc, mặc dù là tam lưu gia tộc, nhưng cũng không phải là tầm thường người dân có thể đắc tội. Diệp Thần ngưng mắt nhìn một màn này, cũng không có làm nhiều dừng lại, mạnh hiếp yếu là bình thường tình huống, thực lực không bằng người, bị đánh bị mắng vậy là bình thường. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, dẫn đội vệ Hàn quạt ra thú thiếu niên mấy bạt tai, rồi sau đó mở ra hai chân, cười khẩy nói, thằng nhóc, ngoan ngoãn từ nhỏ ra nơi này chui qua, nếu không, tiểu gia ngày hôm nay liền đánh chết ngươi. Dưới háng nhục. Gia thú thiếu niên sớm bị đánh được miệng phun máu tươi, cả người máu ứ đọng, cơ hồ trọng thương. Giờ phút này, hắn thấy được vệ gia người rút ra đao kiếm, mình không bò không chui liền muốn chết, ngoan hạ tâm lai cắn răng đi vệ Hàn luồn chôn đi, chịu nhục, vẫn tốt hơn chết. Nhất là ở chỗ này, thần quốc người là có thể phá hủy người khác thần hồn. Ý nghĩa chuyển thế sống lại cũng không làm được, một khi tử vong, đem chân chính biến mất. Hô hô, hô, gió nhẹ thổi qua. Gia thú thiếu niên trên cổ mang một hòn đá dây chuyền phản xạ ra sáng bóng tới. Diệp Thần Nguyên chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại, tỉ mỉ đưa mắt nhìn một phen, mới phát hiện gia thú trên người thiếu niên mang theo đá dây chuyền, lại có thể cực kỳ cổ quái. Thậm chí và ban đầu Hạ Nhược Tuyết cho mình nhìn luân hồi tinh thạch giống nhau như đúc. Năng lượng ba động cũng là giống nhau như đúc. Điều này sao có thể? Thậm chí, Diệp Thần có thể cảm giác được túi màu đen đá dị động. Hắn con người đông lại một cái, thân hình một cái chớp mắt, đi tới gia thú thiếu niên trước người. Phịch, nhẹ nhàng một chưởng, vệ Hàn bạo lùi lại mấy bước. Diệp Thần thu liếm lực lượng, nếu không một chưởng đi xuống, vệ Hàn toàn thân đều phải vỡ ra. Diệp Thần cũng không muốn gây chuyện. Hắn xoay người nhẹ nhàng đỡ lên gia thú thiếu niên. Lấy ra một viên thuốc để cho nó uống vào, lộ ra mỉm cười, nói, không có chuyện gì, ta ở. Tiểu tử, ngươi là thứ gì à? Có chút lực lượng à? Vệ Hàn nhìn hờ hững, xoa xoa ngực, rút ra thị vệ linh kiếm tiến lên, một kiếm giá ở Diệp Thần trên cổ, cười nói, thằng nhóc, tiểu gia để cho tên ngu ngốc này từ ta dưới háng chui qua, là cho hắn quang vinh. Nếu, ngươi không muốn để cho hắn chui. Vậy chỉ một mình ngươi tới đi, ta vệ Hàn cũng không phải là dễ trêu. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nói gì. Đám này thần quốc thanh niên tu vi xa xa không bằng thần quốc cửa người giữ cửa. Hắn không sợ hãi. Vệ Hàn thấy Diệp Thần cũng không để ý hắn, ngược lại là vẫn còn ở và gia thú thiếu niên trao đổi, hừ lạnh một tiếng, nói, vệ nam vệ bắc, nhìn làm gì, cho tiểu gia đem trước mắt cái thằng nhóc này, đè quỳ xuống đất. Tuân lệnh. Thiếu gia. Hai người thanh niên võ giả tiến lên. Bọn họ hai cái, là vệ gia đặc biệt phái bảo vệ vệ Hàn người, nhìn như thanh niên hình dáng, nhưng tu vi sớm đã đến thái hư, thậm chí một cái khác đã là thái hư tầng hai thiên. Tiểu tử. Quỳ xuống. Vệ nam và vệ bắc tiến lên, đang chuẩn bị đè Diệp Thần quỳ xuống. Trong phút chốc, Diệp Thần khí cơ nở rộ ra, giống như ngút trời sóng thần vậy khủng bố.
ngay tức thì đè được hai người quỳ xuống đất, thậm chí đem đất bản cũng cho quỳ bể. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào à, Vệ Hàn hết sức khiếp sợ, thắm thía biết mình hai cái thị vệ thực lực, sao sẽ bị trước mắt thằng nhóc này hơi thở đè được quỳ xuống đất. À, thả chúng ta ra, à. Vệ Nam và Vệ Bắc không ngừng vùng vẫy, nhưng lại như là vì sao cũng không đứng nổi. Nhất là Vệ Nam, liều mạng vùng vẫy, thậm chí bùng nổ sinh mệnh lực vẫn như cũ không tránh thoát, ngược lại bị tức đè được thất khiếu chảy máu. Muốn buông ra, các ngươi làm ác không ngừng, cũng không có còn sống cần thiết. Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ nghe gặp hai đạo bạo liệt thanh âm truyền ra. Vệ gia một vị thái hư nhất tầng thiên, một vị thái hư tầng hai thiên cường đại võ giả, trực tiếp nổ tung thành hai luồng thịt vụn, thậm chí đều không cách nào phản kháng, liền quỳ như vậy quỳ liền toàn thân nổ lên. Máu tươi tung tóe đầy đất, ngay lập tức dẫn được người chung quanh kêu lên. Thật là mạnh mẽ. Cái này người thanh niên, chỉ riêng hơi thở liền có thể chu diệt thái hư sơ kỳ. Chẳng lẽ, hắn không phải thanh niên, là một vị ngàn năm lão quái vật. Đừng trêu chọc, không thể trêu chọc. Từng trận tiếng nghị luận truyền ra. Dần dần, đám người lui về sau rất nhiều bước, một bộ vô cùng là cảnh giác thần sắc, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không dám có chút thành tựu, thậm chí chạy cũng không dám chạy, sợ đắc tội vị này cường đại tồn tại. Vệ Hàn đúng không? Ngươi muốn phải thế nào chết? Diệp Thần quay lại ngưng mắt nhìn Vệ Hàn, một mặt không có vấn đề, cái này cùng võ giả, ở hắn trước mắt và đậu hũ không có khác biệt. Vệ Hàn hù được trực tiếp rớt rơi trên mặt đất, trong tương lai bỏ mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần, hô, ngươi phải làm gì, ngươi phải làm gì, bổn công tử không muốn chết, ta nói cho ngươi, ta là Vệ gia nhị công tử Vệ Hàn. Chúng ta Vệ gia là trong thành trì gia tộc lớn. Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta Vệ gia rất cường đại. Nghe nói như vậy, Diệp Thần sững sốt một chút, cười nói, mạnh mẽ. Hắn cười một tiếng, liền vẫy tay một phiến hủy diệt ánh sáng bay ra, trực tiếp bọc lại Vệ Hàn, nhưng gặp Vệ Hàn toàn thân giống như thủy tinh vậy vỡ vụn ra, biến thành đầy đất mảnh vỡ, trực tiếp chết. Diệp Thần ngược lại là không cố kỵ gì. Dù sao muốn không được bao lâu hắn liền sẽ rời đi, giết người thì như thế nào? Ngươi theo ta tới, chúng ta đến một chỗ nói chuyện đi. Diệp Thần mang ra thú thiếu niên, thân hình chớp mắt, xuất hiện ở một cái khách sạn bên trong. Hắn mang ra thú thiếu niên tiến vào gian phòng, trong tay tràn ra ra cường đại linh lực, lấy chữa lực, rất nhanh chữa khỏi ra thú thiếu niên thương thế, chút thương thế này tại hắn mà nói, không coi vào đâu. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Đại ân đại đức không thể là báo, nguyện ý làm trâu làm ngựa. Gia thú thiếu niên trực tiếp hướng về phía Diệp Thần quỳ xuống, cảm kích rơi nước mắt. Diệp Thần đem hắn đỡ lên, tay trái rạch một cái, một cổ ánh sáng rực rỡ nổi lên, ánh sáng rực rỡ tiêu tán thời khắc, gia thú thiếu niên lại nữa mặc gia thú, ngược lại là người mặc một bộ màu xanh da trời hoa bào, toàn thân dơ bẩn cũng rửa sạch sạch sẽ. Hắn cười hỏi nói, người tên gọi là gì à? Đại nhân, ta kêu Tần Ngạo Thiên. Gia thú thiếu niên đúng sự thật đáp lại. Tiếp theo trò chuyện với nhau, Diệp Thần biết hắn là thành trì bên trong tam lưu gia tộc Tần gia gia chủ con riêng, bởi vì bị gia chủ phu người ghen tị, lại không bị gia phả chứa, cho nên luân lạc đầu đường. Thân thế có thể nói vô cùng là đáng thương. 15-16 tuổi tuổi tác, trên mình duy nhất quần áo. Vẫn là chính hắn đến bên ngoài thành mất khí lực lớn săn giết một đầu linh hổ lột xuống ra chế thành. Còn như Tần gia, cũng là giống như là Vệ gia gia tộc, là trong mắt người bình thường gia tộc lớn, trên thực tế chính là tam lưu gia tộc mà thôi. Diệp Thần khẽ gật đầu, tâm thần có chút kích động, lờ đãng nhìn về phía Tần Ngạo Thiên trên cổ đá dây chuyền, hỏi, người dây chuyền này không biết là từ vì sao mà đến. Đây là Diệp Thần cứu người này mấu chốt. Có lẽ có thể chạm được luân hồi mộ địa bí mật. Diệp đại nhân, đây là ta mẫu thân để lại cho ta di vật. Tần Ngạo Thiên dừng lại chốc lát, tựa hồ đang làm lựa chọn. Rất nhanh, hắn đem đá dây chuyền lấy xuống, vô cùng chân thành đưa cho Diệp Thần, nói, đại nhân, sợi dây chuyền này phù hộ ta rất nhiều lần. Lần trước ta săn giết thạch hổ thời điểm, chính là dựa vào nó sống sót, còn có rất nhiều lần, đều dựa vào nó sống sót. Ngày hôm nay, đại nhân nếu là không ra tay,
ta sẽ phải chịu vô cùng là nghiêm trọng làm nhục, thậm chí có thể hay không sống cũng không nhất định. Cảm kích đại nhân, ta thực lực suy nhược, không cách nào trợ giúp đại nhân, sợi dây chuyền này liền tặng cho đại nhân, đây là ta chỉ có duy nhất có thể để báo đáp đại nhân đồ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hắn đưa tới đá dây chuyền, tâm thần có chút do dự, sau này đá dây chuyền lên đá, đích xác là luân hồi tinh thạch, mình vô cùng cần, nhưng đây cũng là hắn mẫu thân di vật. Một khắc sau, Diệp Thần vẫn là nhận lấy đá dây chuyền, nói, vật này vô cùng là chân quý, ngươi có thể còn sống đích xác là có nó nguyên nhân, ngươi cho ta mà nói, ta sẽ bồi thường ngươi rất nhiều thứ, thậm chí có thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là, ngươi xác định ngươi nghĩ xong. Diệp Thần khinh thường tại lừa gạt, dù là luân hồi tinh thạch trọng yếu đi nữa. Hắn cũng sẽ không lừa gạt, lương tâm có thể hay không chịu đựng tạm lại không nói, chỉ riêng độ kiếp thời điểm tâm ma kiếp. Gạt người cũng có tâm ma, không cần phải cho mình gia tăng tâm ma kiếp độ khó. Đại nhân, ta bị vũ nhục rất lâu rồi, vẫn không có người giúp ta, quản ta. Nhưng là, đại nhân không chỉ có quản ta, giúp ta, trả lại cho ta một bộ cực tốt xiêm áo, ta không thể là báo, vật này liền tặng cho đại nhân, đây là ta nhất vật chân quý, có thể đối với đại nhân hữu dụng, đã là tốt nhất. Tần Ngạo Thiên cũng vô cùng chân thành đáp lại. Tuy là có chút tâm trí không hoàn toàn, nhưng càng nhiều là đơn thuần, cũng không phải người ngu. Được, Diệp Thần hài lòng nhận lấy luân hồi tinh thạch mảnh vỡ, từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một bộ khôi giáp, một bộ binh khí, đưa vào Tần Ngạo Thiên trước mắt, nói, những thứ này ngươi cũng nhận lấy. Tới một cái, là ta cho ngươi hồi báo. Thứ hai, vậy coi là ta cho ngươi lễ bái sư. Nhận lấy người khác mẫu thân di vật. Diệp Thần cũng không phải là làm ác người, làm sao cũng sẽ cho Tần Ngạo Thiên không ít thứ. Tần Ngạo Thiên nhưng là lập tức quỳ xuống, hướng Diệp Thần ba lạy chín gõ, cảm kích rơi nước mắt, thậm chí khóc thút thít nói, đa tạ Diệp đại nhân nguyện thu ta làm đồ đệ, ta vạn phần mừng rỡ, khôi giáp và binh khí không dám xa cầu, mời đại nhân thu hồi. Tiểu tử ngốc, thật đúng là đơn thuần đâu. Diệp Thần cười mắng một câu. Liền vẫy tay vậy bộ thiên binh khải đã đặt ở Tần Ngạo Thiên trên người, quay lại ngưng mắt nhìn Tần Ngạo Thiên tự chủ là lựa chọn một cái lưỡi diều, cũng là chân thần khí, tên là Phách Thiên Diều. Thân thể ngươi mạnh mẽ, lực đạo cực mạnh, Phách Thiên Diều là vô cùng là thích hợp ngươi. Đúng rồi, hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Ngạo Thiên, ngươi có thể biết thương cổ môn tung tích à? Thương cổ môn? Sư tôn, ngươi vì sao nếu hỏi điều này môn phái à? Tần Ngạo Thiên có chút ngạc nhiên, đừng đề ra hắn mặc vào thiên binh khải, trong tay cầm phách thiên diều, hai chuôi chân thần khí ngược lại là thật có chút chiến tướng cảm giác, quả nhiên người dựa vào y gắn ngựa dựa vào cái yên, thời khắc này hắn rực rỡ đổi mới hoàn toàn, tựa hồ theo tâm trí vậy hoàn thiện không thiếu. Diệp Thần tinh thông y thuật, mới vừa rồi vẫy tay cho Tần Ngạo Thiên trừ đi trên mình dơ bẩn đồng thời, lại là đem trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng. Những cái kia đưa đến hắn tâm trí không hoàn toàn lực lượng tiêu diệt hết, cho tới Tần Ngạo Thiên không giống như trước nữa như vậy đơn thuần mà tâm trí không hoàn toàn. Vi sư muốn ở thương cổ môn tìm một vật. Diệp Thần dừng lại chốc lát, ánh mắt thâm thúy, ngưng mắt nhìn Tần Ngạo Thiên, hỏi, ở nơi này trưởng thành, có thể biết môn phái này ở nơi nào không? Tần Ngạo Thiên suy tư hồi lâu, nói, sư tôn, ta đã từng ở xin cơm thời điểm. Trong tử lầu đã nghe qua có người đàm luận qua môn phái này, rất cường đại, hơn nữa rất thần bí, tầm thường người cũng không biết hắn tình huống, người biết hắn, không giàu thì sang. Có thể đồ nhi chỉ biết là thương cổ môn vẫn còn ở, nhưng là không biết thương cổ môn rốt cuộc ở nơi nào. Tần Ngạo Thiên miêu tả thương cổ môn là một cái tương tự với môn phái lánh đời địa phương, có thể người biết hắn, không giàu thì sang, thậm chí là cần rất cao tu vi và địa vị. Mới có tư cách biết thương cổ môn tung tích. Ở thần quốc, muốn biết thương cổ môn, liền cần muốn địa vị và cảnh giới, tựa hồ là một loại thuộc về nhân vật thượng lưu môn phái, đặc biệt là bản thân lại là chữ người, bồi dưỡng chữa thương đan dược môn phái, có một ít quy củ cổ quái vậy rất bình thường. Nói như vậy, thương cổ môn, còn được tìm một cái người có địa vị tới hỏi mới được. Diệp Thần có chút chù trừ, mình thân phận còn không tốt lắm bại lộ. Nhưng mà hắn ở chỗ này không có bất kỳ mạng giao thiệp, hỏi thế nào? Sư tôn, ta biết có người biết thương cổ môn tung tích. Tần Ngạo Thiên tựa hồ nhìn ra Diệp Thần có chút kiêng kỵ,
mình do dự một chút, nói ta phụ thân là bên trong thành Tần gia gia chủ, tầng thứ này người, dù là ở trong thành cũng có danh hiệu, nhất định là có thể biết thương cổ môn tung tích. Chỉ là, đồ nhi. Hắn muốn nói muốn chỉ, cuối cùng than thở một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp mời, một phần nạm lam ngọc bạch kim bên văn, lên đóng dấu trước long hổ đồ án thiệp mời, từ hình dáng đi lên xem cần phải coi là phi phú tức quý gia tộc mới có thể phát ra. Buổi tối, đúng lúc là Tần gia lão thái gia tiệc mừng thọ, đây là ta nhị bá cho ta, nhưng là ta nhị bá rõ ràng cho thấy muốn để cho ta đi, từ đó để cho ta phụ thân mất thể diện. Diệp Thần nhận lấy thiệp mời, suy tư một khối, thần sắc có chút quái dị, rồi sau đó bình nhạt đi, nói, buổi tối ra ngươi tiệc mừng thọ, ngươi có bằng lòng hay không đi? Cái này đồ nhi, thật là người nào cũng dám khi dễ hắn à? Vừa vặn, cơ hội đã đến. Ta, sư tôn, ta nguyện ý đi. Tần Ngạo Thiên mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là gật đầu nguyện ý đi. Hắn ngắm nhìn Diệp Thần, biết sư tôn ở bên cạnh, không cần sợ cái khác. Được, ta mang ngươi một khối đi. Tần gia, thiếu nợ ngươi không ít thứ, sư tôn sẽ vì ngươi hướng bọn họ đòi lại. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một quyển bí tịch và một ít lên cùng đan dược, đưa cho Tần Ngạo Thiên, nói. Khoảng cách buổi tối còn có chút thời gian, những đan dược này ngươi cầm uống, bí tịch ngươi cầm tu luyện, cần phải làm có thể để cho ngươi đột phá. Tạ sư tôn, ta sẽ mang sư tôn cùng chung đi trước. Tần Ngạo Thiên cung kính đáp lại một tiếng sau đó, ở Diệp Thần dưới sự dạy dỗ bắt đầu tu luyện. Quả nhiên không ra Diệp Thần dự đoán, Tần Ngạo Thiên căn cơ đặc biệt thâm hậu, tại chỗ liền đột phá hai cái nhỏ cảnh giới. Đáng tiếc duy nhất chính là người này từ nhỏ cũng chưa có tài nguyên. Nếu không thành tựu bây giờ sợ rằng sẽ càng đáng sợ hơn. Như vậy người, bất quá là bởi vì con riêng, ở gia tộc lại như thế chăng đợi gặp. Đây có lẽ là Tần gia nhất chuyện hối hận đi. Trạng vạng tối. Ở vào trong thành chỉ phía đông nam một tòa dáng vóc to nhà phi thường náo nhiệt, các sắc nhân vật thổi trước nhạc khúc, đang ăn mừng. Trạch viện cửa chính, một người trung niên người đàn ông người mặc hoa bào, dáng vẻ phấn khởi ôm quyền cung nghênh trước tới tham gia đám tiệc các sắc nhân vật, cười nói cảm ơn các vị, cảm ơn các vị, ta Tần gia lão thái gia hôm nay tiệc mừng thọ, đa tạ các vị nể mặt chạy tới. Khách khí, Tần gia chủ khách khí, chân thực khách khí à. Một loại lời khách sáo đi lên, mỗi một cái những người dự tất cả đều là nhiệt liệt chúc mừng. Tần gia nhà ra trên đường phố cơ hồ đứng đầy các sắc nhân vật, có chính là tông phái cường giả, còn có cùng là một cái thành chỉ những gia tộc khác người, lui tới lạc dịch không ngừng, đội ngũ thậm chí xếp hàng thật xa ra ngoài. Trong tân khách nhân vật thế hệ trước, cơ hồ đều là cường giả. Đối với chỗ tòa này đến gần biển vô tận thành lớn, tọa lạc hơn 20 gia tộc, Tần gia mặc dù là thành lớn tam lưu gia tộc, nhưng là trấn giữ Tần gia lão thái gia cũng là một vị thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp cường giả, bên này đủ để trấn áp nhất phương, nhất là hắn vạn tuế chỉnh sinh nhật dĩ nhiên là sẽ đến không ít người. Tần gia gia chủ Tần Bách Thiên tuét miệng cười to, đi về trước một bước, trở lại nhà mình trong trạch viện. Rồi sau đó, hai bên cửa mười mấy người làm, bắt đầu nghênh đón đến tân khách. Bọn hạ nhân nhận lấy một phần lễ vật và thiệp mời, cười to nói, Long Uy Tông phó tông chủ đến, đưa lão thái gia vạn năm hỏa nhân sâm một viên, mời. Thiên môn phái trưởng lão đến, đưa lão thái gia 12.000 năm thủy linh châu một viên, mời. Gia chủ Trần gia đến, đưa lão thái gia 13.000 năm mộc linh châu một viên, mời. Vương gia gia chủ đến, đưa lão thái gia 7.000 năm tuyết liên một bụi, mời. Phái Thiên Sơn trưởng lão đến, đưa lão thái gia 5.000 năm thổ linh châu một viên, mời. Lý gia gia chủ đến, đưa lão thái gia 18.000 năm huyết nhân sâm một quả, mời. Hà gia gia chủ đến, đưa lão thái gia 15.000 năm mộc linh châu một viên, mời. Công gia gia chủ đến, đưa lão thái gia. Luyện gia gia chủ đến, đưa lão thái. Một cái nhân vật lớn đưa lễ sau bước chân vào Tần gia cửa. Cử động này ngược lại có chút giống như là hoa hạ quy củ, tham gia tiệc tặng quà và thân phận phối trở một khối bị người gọi ra, vậy biểu dương tự thân tài lực, cùng với thân phận tôn quý. Tần gia gia chủ Tần Bách Thiên ngắm nhìn những thứ này đưa tới lễ vật, cao hứng không dứt.
lão thái gia tiệc là một chuyện tốt tình à. Chỉ riêng những lễ vật này, liền đủ Tần gia qua cái trăm ngàn năm, nếu như dùng cho đào tạo gia tộc con cháu đời sau, tin tưởng tương lai mấy năm, ra mấy cái thái hư đỉnh cấp thiên tài một chút cũng không là qua à. Nhị gia, đại gia bên kia, thật đúng là có mặt mũi à. Nghiêng trong viện, một người thị vệ có chút tức giận bất bình nhìn Tần Bách Thiên thu lễ, người này là Tần gia nhị gia Tần Nam Xanh thiếp thân thị vệ. Tần gia, truyền thừa đến cái này một đời, gia chủ nhất mạch có hai người. Người thứ nhất chính là lão đại Tần Bách Thiên, cũng là Tần gia gia chủ. Người thứ hai chính là lão nhị Tần Nam Xanh, tuổi tác không thể so với Tần Bách Thiên nhỏ nhiều ít, nhưng là một mực mơ ước gia chủ địa vị, ngày thường cũng không thiếu cho Tần Bách Thiên tìm phiền toái, bản thân cũng là quá hư cảnh cao thủ, đối với Tần Bách Thiên, cũng là không sợ chút nào. Ha ha! Thu lễ vật, là chuẩn bị dùng để đào tạo mấy cái khác nhi tử. Lão già này, lão thái gia tiệc người khác tặng lễ vật, quyền quyết định ở trong tay hắn, nhưng là, qua ngày hôm nay, hắn có thể cũng không sao danh vọng. Tần Nam Xanh nhìn hờ hững, thậm chí có chút oán hận Tần Bách Thiên. Tần Bách Thiên chỉ cần trượng nghĩa, danh vọng lan xa. Vô duyên vô cớ, cũng không tốt đem đuổi xuống vị trí gia chủ. Để cho ngươi đưa thiệp mời, đến à? Tần Ngạo Thiên cái tên kia, có tới hay không? Tần Nam Xanh thần sắc che lấp, nhưng là sâu sắc biết, mười mấy năm trước Tần Bách Thiên và một nữ tử thần bí có qua một cái đứa nhỏ, cô gái thần bí chết đi, Tần Bách Thiên đem đứa nhỏ mang về, là mình từ trong làm việc, đưa đến Tần Bách Thiên không thể không đem đứa nhỏ lưu đày xuất gia tộc, tựa hồ ở trong thành trì lưu lãng tứ xứ đây. Chuyện này, người biết rất ít. Lúc đó Tần Bách Thiên cũng là trấn áp một phe nhân vật, đem chuyện này ép xuống. Nhưng là hiện tại mà, Tần Nam Xanh tu vi đi lên, tự nhiên không sợ Tần Bách Thiên, đương nhiên là phải thật tốt tính toán, để cho vị này danh mãn giang hồ quân tử kiếm Tần Bách Thiên, mất mặt hiện mặt một phen, lại lấy này hủy diệt hắn danh dự, như vậy thứ nhất, đoạt vị coi như dễ dàng nhiều. Vô luận thần quốc vẫn là linh võ đại lục. Danh vọng và mặt mũi. Vẫn luôn là mọi người xem trọng sự việc. Không giống như là Diệp Thần, không ở chỗ cái gì mặt mũi và danh vọng, không bị vây khốn, những người khác dù là tu vi không bằng, nếu là có danh vọng và mặt mũi, một ít vốn là không nên hắn đảm nhiệm vị trí, hắn cũng có thể được. Ví dụ như Tần Bách Thiên đã là như vậy. Nếu là bị người biết hắn bên ngoài làm quen người phụ nữ, hủy xấu xa Tần gia quy củ, còn nghĩ mình ruột thịt nhi tử vứt bỏ. Hắn một đời danh tiếng sẽ chấm dứt. Bẩm báo nhị gia, thiệp mời đưa đến. Nhưng là, Tần Ngạo Thiên cái thằng nhóc đó, không nhất định dám đến. Ngày hôm qua chúng ta vốn là phải phái sai đi bắt hắn tới đây, phát hiện không thấy hắn. Thiếp thân thị vệ ánh mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, tiếp tục nói, trước đây không lâu, ta nghe vệ gia công tử vệ Hàn khi dễ Tần Ngạo Thiên, nhưng là bị một người thanh niên cứu, vệ Hàn công tử liên đới hai tên hộ vệ. Toàn bộ bị người thanh niên kia người đàn ông chu diệt, ba cổ thi thể cũng vỡ vụn thành thịt nát, Tần Ngạo Thiên cũng bị hắn mang đi. Thanh niên, có hay không tra được, người này lai lịch ra sao? Không biết, bất quá, mới vừa có người tới đưa tin. Thiếp thân thị vệ đem thư tín lấy ra, đưa cho Tần Nam Xanh, nói, nhị gia, đưa thư thân phận ta cha đi ra ngoài, là một cái khách sạn tiểu nhị tới đưa tin, phía trên nói rõ. Ngày hôm nay Tần Ngạo Thiên nhất định sẽ đến, Tần Bách Thiên vậy nhất định được trả giá thật lớn. Như vậy cho giỏi. Như vậy đi liền, xem ra người thanh niên kia là tìm Tần Bách Thiên phiền toái người. Tần Nam Xanh một mặt yên tâm, như vậy thứ nhất cũng không cần phải gánh vác lo âu cái gì. Hắn sửa sang lại áo mũ, từ nghiêng viện đi tới phòng khách chính trong đó, ánh mắt quét qua đã ngồi vào các phái tất cả nhà gia chủ và trưởng lão. Hơi mỉm cười nói, cung nghênh các vị, hôm nay là chúng ta Tần gia lão thái gia sinh nhật, đa tạ các vị chạy tới dự tiệc. Tần nhị gia khách khí. Không sai, đúng là khách khí, chúng ta có thể tới cũng là Tần gia cho mặt mũi đây. Lúc này, hai người phụ họa, một cái là Thanh Thiên môn trưởng lão Đan Khâu Sinh, một cái là Băng gia gia chủ Băng Hàn, hai cái đều là bên trong thành thế lực đứng đầu, đồng thời, bọn họ hai cái cũng là và Tần Nam Xanh có kết minh thế lực. Phòng khách chính vô cùng là khổng lồ, ào ào mấy ngàn m2, để mấy trăm tòa thượng đẳng tiệc rượu, rượu ngon đều là ngàn hàng năm phần,
tất cả trồng rau hào lại là chọn lựa phong môn linh thú tay chân tới nấu thành. Mấy chục thế lực, cộng thêm lên thủ hạ của bọn hắn, cùng với đệ tử, cộng thêm lên bên trong thành các thế lực lớn, cơ hồ tới vạn người, các sắc nhân vật đều có, trong đó thanh niên đồng lứa không thiếu, thậm chí vệ gia vệ Hàn phụ thân vệ gia gia chủ vệ thiên chính đều đến. Các vị, cũng ngồi xuống. Chúng ta, mời lão thái gia ra sân đi. Tần Bách Thiên như cũ vẻ mặt tươi cười, nào ngờ đã sớm rơi vào tính toán trong đó. Hoan nghênh lão thái gia. Tần lão thái gia, phúc thọ an khang à. Lão thái gia, phúc thọ an khang à. Lão thái gia, người còn chưa đi ra, những thứ này các môn các phái tất cả nhà tất cả tiệm lão đại liền bắt đầu dẫn người đứng dậy, hoan nghênh tần gia lão thái gia. Đối với bọn họ mà nói, thái hư tầng 9 thiên đỉnh cấp, cấp bậc này cao thủ, nhất là một vị tuổi qua vạn năm uy tín lâu năm cao thủ. Cái này cùng tồn tại, chu diệt những võ giả khác, đều là vẫy tay giữa sự việc. Trừ phi chạm ách cảnh, thế nhưng cùng cảnh giới cũng đều là thần quốc nơi hạch tâm cùng với bên trong thành gia tộc cao cấp mới có cường giả. Đối với bọn họ những thứ này tuyến 2, 3 thế lực mà nói, thái hư tầng 9 thiên đỉnh cấp cao thủ, chính là một tòa siêu cấp đại sơn. Đè ở tất cả mọi người trong lòng đại sơn, không dám chút nào lỗ mãng cử chỉ. Hô hô hô, hô hô, cửa mở ra, gió nhỏ đập vào mặt tới. Một vị áo bào xám người trung niên ở hai cái lung linh thị nữ nâng đỡ, chậm rãi vào, không giống với cái khác tầng 9 thiên đỉnh cấp võ giả, hắn mặt mũi lộ vẻ được phá lệ già nua, nhưng là thân thể nhưng chỉ có 40-50 tuổi hình dáng. Rất là quái dị. Cái này chờ ở linh võ đại lục đều có thể xưng bá một vực cái thế vô địch cường giả, nhưng có chút lộ vẻ được tuổi già sức yếu. Giữa lúc tần gia lão thái gia đi tới đồng thời. Vệ gia gia chủ vệ thiên chính có chút kinh ngạc, truyền âm nói, trưởng lão, làm sao tần gia vị này lão thái gia tình huống không đúng à? Gia chủ, vị này lão thái gia là thời gian tu luyện phép tắc hậu di chứng, rõ ràng cho thấy chưa từng lĩnh ngộ đại viên mãn cảnh thời gian pháp tắc, hoặc là nói. Lĩnh ngộ, nhưng là cũng không hoàn thiện, cho nên đưa đến tự thân thời gian sinh ra vấn đề. Một vị vệ gia trưởng lão giải thích. Tin đồn tần lão thái gia nắm giữ đại viên mãn cảnh thời gian pháp tắc, chân chính đặt chân tại thái hư đỉnh cấp tầng thứ này. Ý vị này, thành vô tận ở giữa 20 vị cao cấp cường giả, lại sẽ gia tăng một vị. Thành vô tận không giống với thần quốc chân chính chủ thành, lực lượng hệ thống yếu đi không thiếu. Nếu không cũng sẽ không bị thiên đạo cung chóc, trở thành bảo vệ biển vô tận địa phương. Cho nên mới gia tăng một vị lĩnh ngộ đại viên mãn cảnh thời gian pháp tắc tần lão thái gia, nhất là sẽ bị mọi người chú ý. Các vị tốt, hoan nghênh các vị tới ta tần gia, tham gia lão phu tiệc mừng thọ. Tần lão thái gia không giống như là lời đồn đãi như vậy, chân chính từ từ già đi, trong giọng nói đang, sức lực đầy đủ. Hắn phất tay một cái. Tỏ ý hai người thị nữ lui ra, mình ngồi vào ngai vàng bên trên, trong tay cầm một chuôi thiết mộc cây nặng, ánh mắt quét qua những người ở trước mắt, hơi mỉm cười nói, không tệ à, lão phu bế quan ngàn năm, xuất quan lúc đúng lúc là sinh nhật, cái này thành vô tận bên trong nhiều hơn không ít cao thủ trẻ tuổi à. Lời này vừa nói ra, mọi người trố mắt nhìn nhau. Rất nhanh, có thanh niên đứng ra, ôm quyền nói, thanh thiên môn đệ tử nòng cốt Khuông Bác Nghiệp. Bái kiến tần lão thái gia. Theo sát phía sau mấy người thanh niên, vậy rối rít đứng ra, lấy này báo số nói, vệ gia vệ thành, bái kiến tần lão thái gia. Băng gia băng vô song, bái kiến tần lão thái gia phúc thọ an khang. Tuyết gia tuyết lệ hàn, bái kiến tần lão thái gia thọ bỉ nam sơn. Vương gia vương lỗi, bái kiến tần gia lão thái gia, chúc mừng lão thái gia phúc thọ an khang. Nháy mắt tức thì, năm vị thanh niên đứng ra mỗi người toát ra tu vi khí thế, hiển nhiên đều là cực kỳ cường đại thanh niên cường giả. Mỗi một người đều là trăm tuổi trở xuống cường giả trẻ tuổi, một điểm này cũng không dễ dàng à, trong một tòa thành chỉ có cái này nhóm cao thủ, ý nghĩa thiên phú tuyệt cao, gia tộc kia môn phái nội tình thâm hậu à. Thật tốt, quả nhiên là giang sơn thời đại nhân tài gia, một đời người mới thay người cũ à. Như vậy trẻ tuổi tuấn tài, lão phu thưởng thức rất à. Tần lão thái gia có chút cảm khái, hồi xem mình tần gia đương đại gia chủ ba cái nhi tử, không khỏi được than thở một tiếng. Tần gia, trẻ tuổi đồng lứa xem ra là không bằng những nhà khác à.
Liệu nhớ năm đó, thành Vô Tận bên trong 15 gia tộc tranh bá, mỗi một nhà đều có yêu nghiệt tài, còn không ngừng một người, không nghĩ tới Tần gia hôm nay chán nản đến như vậy trình độ à. Các vị, đều là trẻ tuổi tuấn tài, sau này lão phu sẽ cho dư các người một ít lễ vật. Cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý, miễn cưỡng các vị. Tần lão thái gia cảm ngộ lương nhiều, cho tới Tần gia gia chủ Tần Bách Thiên đều có chút xấu hổ. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ ngoài cửa truyền tới. Đối với người ngoài cũng cho lễ vật. Đối với nhà mình con cháu, không biết Tần lão thái gia ngươi cho lễ vật gì à? Thanh âm truyền giao ra. Nhưng gặp một người thanh niên mang một cái thiếu niên người chậm rãi đi ra khỏi nhà bên trong, đi tới chính sở trước lúc đó, nhưng là bị thị vệ chặn lại. Mọi người xoay người vừa thấy, chợt cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được cảm giác. Tần gia Tần Bách Thiên sắc mặt xanh mét, thần sắc không tốt. Nhị gia Tần Nam xanh nhưng là ôm tay cười nhạt. Tần Bách Thiên à Tần Bách Thiên. Ngươi tự xưng là quân tử kiếm. Nếu là bị cái này vạn người biết, ngươi vứt đi bỏ mặc, ngươi danh tiếng, coi như xong đời. À, vị thanh niên này, không biết là ai à. Ngươi thực lực ngược lại không thấp. Tần lão thái gia mơ hồ từ Diệp Thần trên mình cảm thấy một chút uy hiếp, vẫn là mỉm cười đối mặt. Ngược lại là hắn chân chính con cháu đời sau Tần Ngạo Thiên, mặc dù người mặc thiên binh khải, nhưng là không có nhập hắn mắt. Ta là ai, ngươi không cần để ý tới sẽ. Nhưng ta lại biết, người Tần gia gia chủ đưa nhà mình hài nhi cùng không để ý, để cho nó lưu lạc đầu đường, ta người sư tôn này, là muốn tới hỏi hỏi, người cái này Tần gia gia chủ là làm ăn cái gì, như vậy bất lực phế vật. Diệp Thần thần sắc không tốt, ánh mắt như kiếm, quét nhìn tất cả loại nhân vật. Nhà mình hài nhi, Tần Bách Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Không cùng Tần lão thái gia lên tiếng, một ít Tần gia trưởng lão liền bắt đầu nói chuyện. Bọn họ thường ngày đều là bế quan tu luyện, thường xuyên một lần bế quan chính là mấy trăm năm, có thậm chí hơn ngàn năm, lần này nếu không phải Tần lão thái gia sinh nhật, bọn họ cũng sẽ không xuất quan tới tham gia, giờ phút này đối mặt Tần gia gia chủ đương thời, không nghi ngờ chút nào có ít câu oán hận. Ta Tần gia lấy danh vọng lập gia tộc, mà ta Tần gia gia chủ, nhưng là vứt bỏ mình nhi tử, để cho nó lưu lạc đầu đường. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta Tần gia danh vọng không cần à. Tần Bách Thiên, ngươi có phải là người hay không phụ? Tần Bách Thiên, ngươi là lần này Tần gia gia chủ. Vị thanh niên này nói hết thảy, là thật hay không, cái này thiếu niên người, nói là ngươi hải nhi. Tần gia lão thái gia thần sắc bất thiện, hắn xưa nay cũng tiêu bảng Tần gia trên dưới hòa thuận, hy vọng con cháu đời sau không giết lẫn nhau, không nghĩ tới mình bế quan bất quá ngàn năm, trước gia chủ truyền hai đời. Đến nơi này cái Tần Bách Thiên trong tay, lại có thể biến thành như vậy. Mình ruột thịt nhi tử, đều có thể để cho nó lưu lạc đầu đường chẳng ngó ngàng gì tới, hổ dữ còn không ăn thịt con, động vật ở nguy nan giây phút còn không giết mình hài nhi, không nghĩ tới không có gì nguy nan, mình Tần gia đương đại gia chủ, lại có thể vứt bỏ mình ruột thịt nhi tử. Lão thái gia, cái này, cho ta sau này giải thích. Hôm nay là ngày tiệc mừng thọ, còn chưa muốn để ý bọn họ tốt. Tần Bách Thiên sắc mặt tái xanh, hướng Tần lão thái gia ôm quyền tỏ ý, trong lòng bi phẫn không lấy. Tần lão thái gia nhưng là hơi vung tay lên, một cổ ngũ hành lực lượng hội tụ thành một đạo bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Tần Bách Thiên tát bay ra ngoài, vị này quá hư cảnh cao thủ, ở hắn trước mắt cái gì cũng không phải. Ngươi cho lão phu im miệng. Lão phu xuất quan thời điểm. Liền nghe thấy ngươi tức phụ bạo ngược, chính ngươi lại phu cương không phấn chấn, liền mình hài nhi đều không cách nào bảo vệ. Ngươi phối là ta Tần gia chi gia chủ à? Hắn hử lạnh mấy tiếng, hơi buông tay, đâm rách Tần Ngạo Thiên cánh tay, một giọt máu tươi tràn ra. Hắn lại bước ra mình trong cơ thể một giọt máu tươi, cùng chi va chạm, tương dung, rồi sau đó hài lòng gật đầu một cái, là nhà mình con cháu, liền nói, ngươi tên gọi là gì? Tần lão thái gia, ta gọi là Tần Ngạo Thiên. Tần Ngạo Thiên thành thật trả lời trước, đối mặt với vị lão tổ tông này ánh mắt, có chút khiếp đảm. Diệp Thần nhưng là buộc vòng quanh nụ cười tới, nói Tần lão thái gia, như vậy, chúng ta có thể vào ngồi. Vào đi, vào ngồi. Tần lão thái gia khẽ gật đầu,
lời nói một câu sau đó, liền cùng trước bàn tất cả lớn gia chủ và trưởng lão nói chuyện với nhau. Tần Bách Thiên phi thân đến Diệp Thần trước người, thần sắc lạnh như băng ngắm nhìn Tần Ngạo Thiên, vô cùng là không tốt, một phất tay áo miệng, thấp giọng nói, nghịch tử, loại chuyện này ngươi vì sao phải tới? Hắn không cùng Tần Ngạo Thiên giải thích, khí được hất tay liền đi, lúc gần đi nói, tùy tiện cho bọn họ an bài cái vị trí. Rõ ràng. Một bọn thị vệ gật đầu, rối rít dẫn Diệp Thần và Tần Ngạo Thiên, đi đến giáp danh nhất một bàn, trên bàn chỉ có hắn hai người chúng ta. Bọn thị vệ đi theo Tần Bách Thiên mấy trăm năm, không giống với Tần gia trưởng lão, bọn họ là ở Tần Bách Thiên hơi thở hạ còn sống, nếu lão tổ tông đã để cho bọn họ vào ngồi, gia chủ vậy phân phó, nhưng là gia chủ tâm tình không tốt, liền cho cái này tạp loại tùy tiện an bài một vị trí. Chuyện năm đó không thiếu thị vệ là biết, gia chủ Phu Cương không phấn chấn, hèn yếu sợ phu nhân, mang về đứa nhỏ Tần Ngạo Thiên, bị phu nhân ép ra ngoài, lại bị nhị gia không cho phép tiến vào gia phả, từ đó bị gia chủ ném ra ngoài, vậy may đứa nhỏ sinh mệnh lực ương ngạnh, lại đang một ít hàng xóm láng giềng dưới sự giúp đỡ lúc này mới sống sót. Tần thiếu gia, ăn xong, đi nhanh lên đi. Gia chủ tâm tình không tốt lắm, lão thái gia vẫn là phải bế quan. Một người thị vệ đội trưởng, thấp giọng với Tần Ngạo Thiên và Diệp Thần kể trước. Hắn là Tần Bách Thiên thiếp thân thị vệ, những năm này cũng có đưa tay chiếu cố qua Tần Ngạo Thiên, nhưng là không có Tần Bách Thiên như vậy thiên tính lương bạc. Tần Bách Thiên vứt bỏ Tần Ngạo Thiên sau đó, mấy chục năm qua cơ hồ đều chưa từng đi xem qua một mắt. Đa tạ. Tần Ngạo Thiên vội vàng cảm ơn, nhân tiện nói, sư tôn, vị đại ca này, chính là trước kia chiếu cố qua ta, thường xuyên sẽ cho ta một ít thức ăn và thần vân thạch. Diệp Thần thấy vậy khẽ gật đầu, không có làm gì biểu đạt. Không dám giành công. Những ngày qua, ta bị lão gia phái đi thần quốc làm việc, tối ngày hôm qua mới trở về, đoạn thời gian này khổ thiếu gia. Thị vệ cũng không có nói nhiều, rất sợ bị người phát hiện, nhanh lên rời đi. Diệp Thần ngồi xuống ở bên cạnh bàn, ngắm nhìn bốn phía, cũng không thiếu tiệc rượu, duy chỉ có mình một bàn này, ăn được kém cõi nhất. Cho dù là bên trên thị nữ thị vệ ăn một bàn, cũng so mình phải hơn được không thiếu. Ngay tức thì, Diệp Thần thần sắc vậy bất thiện. Đột nhiên, Tần gia trưởng lão cười nói, tiệc rượu bắt đầu, cũng chính là ta Tần gia đệ tử đối với lão thái gia chúc thọ lúc đó, mời ta Tần gia con cháu bước ra khỏi hàng. Trong phút chốc, tất cả tọa bên trong phân biệt đi ra 17 vị thanh niên trai gái, tất cả người mặc hoa bào, đứng liệt ở tiệc rượu chính giữa vải đỏ bên trên, cùng kêu lên hướng Tần lão thái gia chúc mừng, mỗi người trong tay đều cầm một phần bảo vật, là muốn hiến tặng cho lão thái gia lễ vật. Xưa nay, ta Tần gia lấy hiếu đạo làm đầu. Hiện tại, ta Tần gia con em hiến bảo, lấy này bắt đầu đi. Lão phu cũng muốn xem, ta Tần gia con cháu đời sau, cho lão thái gia đưa lễ, phải chăng hết sức tim à? Tần gia lão nhị Tần Nam Xanh tự mình đi ra chủ trì hiến bảo nghi thức, đồng thời sát cố ý vị nhìn về phía Tần Ngạo Thiên và Diệp Thần, có khác một phen tính toán. Hắn chủ trì xong sau đó, lùi đến lão thái gia bên người, kể cả hơn trăm vị Tần gia trưởng lão, cùng với vạn người chung nhau thưởng thức Tần gia con cháu hiến bảo nghi thức. Lão thái gia, ta phụ là Tần Bách Thiên, ta gọi là Tần Chính, vật này là ta ở biển vô tận mạo hiểm được tới. Một người thanh niên chậm rãi tiến lên một bước, hai tay đưa ra bảo vật trong tay hộp, sau khi mở ra nội bộ tràn ra từng trận hào quang, nói tôn nhi nơi hiến chi bảo, chính là bảy màu lưu kim ngọc, có an thần và vững chắc thái hư cường giả tu vi hiệu quả, mời lão thái gia vui vẻ nhận. Tiếng nói vừa dứt, lão thái gia còn chưa từng mở miệng, tiệc rượu bên trong liền đưa tới sóng to gió lớn. Bảy màu lưu kim ngọc đây chính là có thể so với thánh binh bảo vật, đối với cường giả mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Tần Chính mà nói, chắc là bỏ ra giá cực lớn à. Người có lòng. Tần lão thái gia mừng rỡ sai người tiếp, ánh mắt rơi vào Tần Bách Thiên thứ hai trên người con trai. Tần Bách Thiên con trai thứ hai Tần Thành tiến lên hiến lễ, nói, lão thái gia, tôn nhi nơi hiến chính là Bắc Hải Thiên dược thú, con thú này thịt vô cùng là tươi non, hơn nữa còn chưa từng giết, là tuyệt đẹp thức ăn chân phẩm, nấu sau đó đối với thời gian pháp tắc có vững chắc tác dụng. Cũng là tôn nhi từ biển vô tận mạo hiểm được tới. Được, người vậy có lòng. Tần lão thái gia hết sức hài lòng,
dưới mắt những trưởng lão này, những gia tộc này, con cháu Vân. Vân đều là đời sau của mình, vẫn nhớ năm xưa, vạn năm trước một thân một mình sáng lập Tần gia, cách ăn Tết, Tần gia vậy thực sự trở thành một cái đại gia tộc. Lão Thái gia, ta phụ là Tần Bách Thiên, ta là hắn con thứ ba. Ta nơi hiến cho ngài bảo vật, sinh từ tại biển vô tận chỗ sâu, là một loại yêu thú tên là Nuốt Thiên Miêu. Nghe nói có thể chiếm đoạt một phần chi ách lôi, đối với lão Thái gia đột phá có hiệu quả. Tam nhi tử Tần Nguyên, cũng lên trước cung tiễn trước lễ vật. Được được được, các người ba huynh đệ có lòng à. Tần lão Thái gia vẫn là tương đối hài lòng. Sát theo, lại là một vị thanh niên tiến lên, không thuộc về chủ mạch, mà là mạch thanh niên, một vị trưởng lão hậu duệ. Giờ phút này, Tần Nam Xanh nhưng là mở miệng nói, chờ một chút, dựa theo ta Tần gia quy củ, chủ mạch con cháu hiến bảo sau đó, mới đến phiên mạch, Tần Thiên, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi. Nghe được câu này, vị kia tên là Tần Thiên thanh niên, có chút thất lạc, nhưng cũng là ôm bảo vật của mình, ngoan ngoãn lui về vốn là vị trí. Tần Nam Xanh nhìn về phía chỗ xa nhất Tần Ngạo Thiên vậy một tòa, mặt nở nụ cười, nói, Tần Ngạo Thiên, ngươi là đại ca ta Tần Bách Thiên tứ nhi tử, người ba cái ca ca cũng đưa rất tốt bảo vật, chắc hẳn ngươi bảo vật cũng không kém đi. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức, dẫn được mọi ánh mắt cũng hội tụ đến Tần Ngạo Thiên và Diệp Thần trên mình. Tần Ngạo Thiên có chút nóng nảy, lật đật chân loạn lục soát tất cả loại lễ vật, quẫn thái bày ra, mọi người đại khái cũng đoán được, hắn không cầm ra lễ vật gì. Nhị gia Tần Nam Xanh nhưng là cười nói, hiền chất à, ngược lại là thúc phụ có chút hơi khó ngươi à, xin hãy tha thứ. Hắn vừa nói lời khen, nhưng là nhìn về phía gia chủ Tần Bách Thiên, sát cố ý vị nói, đúng như dự đoán à, phường gian tin đồn đại ca ngươi bỏ rơi vợ con, đem mình hài nhi ném tới trên đường phố chẳng ngó ngàng gì tới, nguyên bản ta cho là có tiểu nhân giả bộ, không nghĩ tới, lại là thật. Tần Ngạo Thiên, người thân là ta Tần gia con em, lại là chủ mạch đệ tử, có thể ở lão Thái gia sinh nhật thời điểm, lại có thể cũng không cầm ra bảo vật tới. Ai? Đại ca à, người làm sao có thể ác như vậy tim à? Tần Ngạo Thiên nhưng mà người đứa nhỏ à, trên người hắn lại có thể không có một kiện có thể đưa cho lão Thái gia lễ vật, có thể gặp người đối hắn chi tàn nhẫn độc à? Diệp Thần tặng cho Tần Ngạo Thiên thiên binh khải và phách thiên diều không có hiện ra. Từ xa nhìn lại Tần Ngạo Thiên chỉ là mặc cả người quần áo mà thôi. Vừa vặn ứng Tần Nam Xanh lời nói này. Mọi người rối rít ngưng mắt nhìn Tần Bách Thiên, thần sắc không tốt. Người ngậm máu phun người. Tần Bách Thiên rốt cuộc không nhịn được phản bác, Tần Ngạo Thiên coi là cái gì, bất quá bản gia chủ một đêm phong lưu sản vật mà thôi, người đến, đem người này cho ta đuổi ra ngoài. Tình hình bây giờ, chỉ có đem Tần Ngạo Thiên đuổi ra ngoài. Tần Bách Thiên vậy xem rõ ràng, Tần Ngạo Thiên chính là mình nhị đệ Tần Nam Xanh an bài tới gây khó khăn mình nhân tử. Phải đuổi ra ngoài. Lập tức, tiếng chuông. Từng trận mặc áo giáp thị vệ xông lên, vây lại Diệp Thần và Tần Ngạo Thiên, rất nhiều động thủ mời bọn họ ý rời đi. Ngược lại là những môn phái khác cùng đám nhân vật, cũng một bộ xem trò vui hình dáng, trong lòng đối với vị này quân tử kiếm Tần Bách Thiên hảo cảm hoàn toàn không có. Khó có thể tưởng tượng ngày xưa yêu mến dân chúng Tần Bách Thiên, lén lút nhưng là cái này cùng bị ổi tiểu nhân. Tần gia lão Thái gia than thở một tiếng, càng phát ra đối với Tần Bách Thiên thất vọng, cũng không muốn để ý chuyện này. Tới tham gia tiệc, cũng đích xác là cần bảo vật à. Như vậy đi, ta thành tựu Tần Ngạo Thiên sư tôn, liền lấy ra một món bảo vật. Vật này cũng không xem trước mặt những cái kia rác dưới. Diệp Thần đứng dậy tới. Quét nhìn người chung quanh, nhìn hờ hững, nhìn về phía Tần gia lão Thái gia, nhàn nhạt nói, ta cho ngươi bảo vật, đủ ngươi cuộc đời này hưởng thụ. Ta chỉ có một yêu cầu, ta đồ nhi, ở Tần gia kiếp này bị ngươi che chở. Lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới thanh niên trước mắt, lại nói lên lời nói này. Đứa nhỏ, ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, như vậy lời nói, đối với Tần lão Thái gia không tôn kính à. Không sai, người cái này đứa nhỏ, vẫn chưa tới trăm tuổi, cố nhiên tu vi không thấp, nhưng cũng không thể nói như vậy. Đúng, đứa nhỏ, chính là phong môn cảnh, còn dám như vậy cuồng ngông à. Ngay tức thì, tất cả mọi người chủ trưởng lão rối rít lên tiếng khiển trách Diệp Thần.
Thậm chí Tần gia trưởng lão vậy vô cùng là bất thiện nói, thằng nhóc, ta nói cho ngươi, hôm nay là chúng ta Tần gia lão thái gia sinh nhật, ngươi dám can đảm quấy rối, đừng trách lão phu ra tay trấn áp ngươi. Không tệ. Nhà ta lão thái gia, bực nào nhân vật, ngươi vậy cầm cho ra để cho lão thái gia hưởng thụ cả đời bảo vật. Thằng nhóc, miệng cũng quá lớn liền đi. Từng vị Tần gia trưởng lão khiển trách Diệp Thần, ở trong mắt bọn họ, chính là Diệp Thần, phong môn cảnh mà thôi. Không biết trời cao đất rộng. Tất cả trưởng lão không thích, thậm chí Tần Nam Xanh vậy thần sắc không tốt, không nghĩ tới Tần Ngạo Thiên bên người lại có một không biết trời cao đất rộng người. Tần Bách Thiên lại là vẫy tay hạ lệnh, tiểu tử càn rỡ, mắt không bề trên, lớn gan ngông là, cho bản gia chủ đuổi ra ngoài, để tránh quấy rầy lão thái gia tâm tình. Tuân lệnh. Trong phút chốc, hơn trăm cái thị vệ tiến lên, đang chuẩn bị đè đi Diệp Thần. Tần lão thái gia nhưng là cười nói, đứa nhỏ, người có gì vật à? Có thể để cho lão phu hưởng thụ cả đời. Như vậy, người lại lấy ra xem một chút đi. Lão phu tạm thời không trách cứ ngươi, hôm nay là lão phu tiệc mừng thọ, không thích hợp tức giận, ngươi cùng thị vệ vậy không cần xuất thủ, không lấy ra được nói, đứa nhỏ, ngươi vậy ngồi đi. Tần lão thái gia coi như hòa khí, không có trách tội Diệp Thần, ngược lại là Tần gia rất nhiều trưởng lão và các môn các phái tất cả nhà trưởng lão và gia chủ Vân, một bộ coi thường Diệp Thần dáng vẻ, cảm thấy Diệp Thần tu vi là không tệ, có thể lấy ra bảo vật. Nhưng là giọng không khỏi quá lớn đi. Tần lão thái gia bực nào nhân vật à? Thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp tồn tại à? Ngươi chính là thanh niên, phong môn cảnh nhất tầng thiên, tuổi bất quá trăm, nhưng dám nói ra lấy ra bảo vật, đủ Tần lão thái gia cả đời hưởng thụ. Cuồng ngông, to gan, rốt nát. Diệp Thần cũng không giải thích cái gì, tỏ ý Tần Ngạo Thiên đừng lên tiếng. Nhưng là từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một quả phong cách cổ xưa đan dược hộp, dẫn Tần Ngạo Thiên một đường đi lên, đi tới Tần lão thái gia trước người, cười nói ta tên là Diệp Thí Thiên, coi như là Ngạo Thiên sư tôn, bảo vật này, liền coi là ta cho Ngạo Thiên ra. Hắn tiện tay đưa cho Tần lão thái gia, nói cầm đi. Cái này bức cao cao tại thượng hình dáng, dẫn được không thiếu Tần gia trưởng lão tức giận. Tần lão thái gia một mặt suy tư. Thầm nghĩ tiểu tử trước mắt này, thực lực cực mạnh, vẫn là Ngạo Thiên sư tôn, tất nhiên là có chút sức lực, lão phu lại xem. Hắn nhận lấy đan dược hộp, mở ra ngay tức thì, một quả đen nhánh đan dược biểu hiện ra, một màn này xem được tất cả mọi người ngạc nhiên. Có ý gì? Diệp Thí Thiên, ngươi có ý gì? Cầm một viên thuốc hư cho chúng ta lão thái gia, ngươi không muốn sống sao à? Ngươi tự tìm cái chết à? Nháy mắt tức thì, vô số Tần gia trưởng lão tức giận. Cho dù là Tần Bách Thiên và Tần Nam Xanh đều cảm giác Diệp Thần đang vũ nhục bọn họ Tần gia. Tần lão thái gia ánh mắt lóe lên, ngay sau đó ánh mắt thâm trầm, cẩn thận ngưng mắt nhìn thuốc hư, ngay tức thì vẫy tay ngăn lại muốn phải ra tay trưởng lão và hộ pháp, đứng dậy đi tới Diệp Thần trước người, thanh lý một chút áo khoác, cầm đan dược hướng Diệp Thần cúi chào đi xuống, rồi sau đó nói, đa tạ Diệp công tử. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mọi người một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phải hay không một viên thuốc hư? Làm sao Tần lão thái gia như vậy cử động? Diệp Thí Thiên cái này lấy ra thuốc hư, rốt cuộc là thứ gì à? Đây là thương cổ y thần thuốc hư. Cho dù là thuốc hư, vậy đủ lão phu hiểu một phen, thậm chí có cơ hội bước vào trảm ách cảnh. Lễ vật này, quá lớn. Thương cổ y thần thuốc hư. Cố nhiên là thuốc hư, nhưng chỉ cần có thương cổ y thần cái này bốn chữ, đó chính là chân bảo hiếm thế à. Tần lão thái gia một phen giải thích, nhưng là dẫn được toàn bộ phòng khách chính tạc oa, tất cả mọi người hoảng sợ được nhìn về phía Diệp Thần, tâm thần chấn động. Diệp Thí Thiên. Nhà nào công tử à? Chẳng lẽ là thần quốc chủ thành? Mặc dù thành vô tận vậy thuộc về thần quốc, nhưng là lại bị phân chia nơi này. Thất lạc nơi này, chỉ vì là thành vô tận căn bản không vào được thần quốc chủ thành tư cách. Chỉ có thể trấn thủ đã từng cái này phiến linh võ đại lục biển vô tận. Khó trách, khó trách, khó trách Diệp công tử nói hưởng thụ cả đời. Có thể lấy này bước vào nửa bước chạm ách cảnh thuốc hư, đúng là đủ nhà ta lão thái gia hưởng thụ cả đời. Trước đây có nhiều đắc tội, tới hướng Diệp công tử nói xin lỗi.
Nguyên bản sắc mặt xanh mét Tần Bách Thiên nhưng là cười hì hì hướng Diệp Thần cúi người chào nói xin lỗi, mừng rỡ như điên à, mình lão thái gia có cơ hội bước vào Trảm Ách cảnh. Ý vị này Tần gia ở thành Vô Tận không còn là tam lưu gia tộc, lão thái gia bước vào sau đó, Tần gia liền có thể lên cao một cái nấc thang. Đâu chỉ gia chủ Tần Bách Thiên mừng rỡ như điên, cho dù là Tần gia tất cả đại trưởng lão hộ pháp thị vệ và đệ tử Vân, đều là giống như nhìn thần Phật vậy đối đãi Diệp Thần, trong lòng cảm kích và vẻ kích động, khó có thể dùng lời diễn tả được. Phòng khách chính bên trong. Rất nhiều thế lực cường giả, nhìn một màn này, ngược lại hút hơi lạnh. Bọn họ là tuyệt đối không nghĩ tới, mới vừa rồi xem thường thanh niên tiểu tử, ra tay lại có thể rộng lượng như vậy. Thậm chí thân phận khó mà suy đoán. Thương cổ y thần thuốc hư ở thần quốc nhưng mà giá trên trời. Tùy tùy tiện tiện cầm ra, ai có thể tưởng tượng thanh niên này đứng sau lưng cái gì ngút trời thế lực. Ngạo Thiên, người sư tôn không bái sai à? Tần Nam Xanh con người đông lại một cái, mở miệng nói, Ngạo Thiên, ngươi làm không tệ, có người sư tôn này, đủ ngươi cả đời. Tần Bách Thiên cũng là quên mất cái khác, mừng rỡ nói, Ngạo Thiên, ngươi cũng như này sư tôn, thật là ta Tần gia thịnh thế sơ khai à? Là cha quá thích ngươi. Nháy mắt tức thì, Tần gia tất cả mọi người thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Tất cả mọi thứ không có viên này thuốc hư trọng yếu à, cho dù là cái khác các môn các phái tất cả nhà bảo vật cộng lại, cũng không có viên này thuốc hư hữu dụng à. Những người khác đưa bảo vật coi là cái gì à, chỉ có Diệp Thí Thiên đưa bảo vật mới gọi là chân chân chính chính bảo vật à. Diệp Thần thấy được bọn họ thần tình kích động, vậy không có vấn đề. Thương cổ y thần tùy tiện lấy ra một viên thuốc hư, chính hắn xem đều coi thường đồ mà thôi, không nghĩ tới những tên này, lại có thể sẽ là kích động như vậy. Tần lão thái gia, Tần gia chủ, ta có mấy lời muốn hỏi. Không ngại, sảnh thiên một tự, như thế nào à? Diệp Thần nhẹ giọng kể trước. Được được được, không thành vấn đề. Tần Bách Thiên, ngươi nhanh chóng an bài. Tần gia lão thái gia khách khí vô cùng. Đã sớm đem viên kia thuốc hư bỏ vào liền mình càn khôn giới chỉ trong đó, nhìn về phía cái khác quý khách, nói các vị, lão phu hôm nay thật cao hứng, nhận được vạn năm tới nặng nhất bảo vật, ta tuyên bố, lần kế gia chủ chính là Tần Ngạo Thiên, các vị, ta còn có chuyện, mọi người ăn trước, ta sẽ tới sau. Tiếng nói rơi xuống, mọi người sắc mặt khẽ biến. Tần lão thái gia một câu nói chính là thay đổi toàn bộ Tần gia cục diện. Cố nhiên Tần Ngạo Thiên trẻ tuổi, nhưng là đứng sau lưng một vị chém ách tồn tại, ở nơi này thành Vô Tận, cũng không có người có thể dung chuyển. Tần lão thái gia trực tiếp kéo Diệp Thần các người tiến vào sảnh thiên trong đó. Nhị gia Tần Nam Xanh kịp phản ứng, không khỏi được than thở một tiếng, trước gia chủ trước mắt mà nói vô vọng à, dù là làm ngã Tần Bách Thiên, cái kế tiếp gia chủ chính là Tần Ngạo Thiên. Tạm không nói lão thái gia. Mình vị này tứ điệt tử Tần Ngạo Thiên sau lưng còn đứng Diệp Thí Thiên, có thể cầm ra thương cổ y thần cái này cấp bậc đừng tồn tại thuốc hư, nơi nào là mình có thể đối phó à? Từ đây, mình đàng hoàng làm một nhị trưởng lão, nhị gia là được. Sảnh thiên trong đó, Tần gia lão thái gia, Tần Bách Thiên, Tần Nam Xanh, cùng với Diệp Thần và Tần Ngạo Thiên năm người hội tụ một đường. Diệp Thần cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp hỏi nói, ta có chuyện này. Cái này cái thuốc hư là ta trong lúc vô tình lấy được, nhà ta trưởng bối phái ta đi thương cổ môn bái kiến đương thời môn chủ, nhưng là ta không biết thương cổ môn ở nơi nào, cho nên muốn hỏi ba vị, thương cổ môn rốt cuộc ở nơi nào, như thế nào đi? Nghe được vấn đề, Tần gia lão thái gia cùng ba người thần sắc có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau sau đó, tất cả khẽ gật đầu. Tần Bách Thiên đứng ra, hít thở sâu một hơi, rồi sau đó nói, thật ra thì à. Thương cổ môn là chúng ta thành Vô Tận duy nhất thế lực đặc thù. Năm đó thần quốc đem chúng ta cưỡng ép tiếp giáp linh võ đại lục biển Vô Tận, thật ra thì ở nào đó loại ý nghĩa lên coi là đuổi. Chúng ta cách xa thần quốc quá lâu, tài nguyên đều không cách nào lưu động. Mặc dù biển Vô Tận cơ duyên vô số, nhưng cái này phần lớn là cho một chút thần quốc tông môn cung cấp. Chúng ta muốn đi vào, còn phải xem vận khí. Nguyên bản chúng ta Tần gia là không có tư cách biết thương cổ môn trong ruộng vị trí, nhưng là 300 năm trước, chúng ta được may mắn có tư cách tham dự thương cổ môn đan dược giao dịch, cho nên cũng biết một ít.
Thương Cổ Môn ở thành Vô Tận địa vị cao cả. Diệp công tử ngươi không biết, cái này rất bình thường, nhân vật tầm thường, cho dù là thái hư cảnh đỉnh cấp cao thủ vậy sẽ không biết. Thương Cổ Môn chỉ sẽ tại môn phái thế lực gia tộc hợp tác, bọn họ có một cái so sánh quy củ cổ quái, nơi này chúng ta phía sau nói, bọn họ vị trí địa lý là ở thành Vô Tận đi tây ngoài 300 dặm Lam Nguyệt Sơn Mạch trong đó, vòng ngoài có mê trận và ảo trận bảo vệ, chỉ có cầm trong tay bọn họ ban hành lệnh bài mới có thể đi vào, những người khác dù là mạnh mẽ đi nữa, ví dụ như tầng 9 thiên đỉnh cấp, nửa bước chạm ách cảnh, thậm chí chạm ách cảnh siêu cấp cao thủ, cũng là không vào được. Thương Cổ Môn, một loại vô cùng là hiếm thấy y đạo môn phái, chủ yếu là luyện đan, chữa trị võ giả môn phái, không hề sở trường tác chiến, nhưng là kỳ môn phái bên trong có rất nhiều chữa thương đan dược và tất cả loại thần y, tự thân vậy sợ gặp phải tà ác thế lực dòm ngó, lúc này mới lánh đời. Càng vì cách xa phân tranh, chủ động đuổi đến biển Vô Tận vùng lân cận. Diệp Thần lấy được Thương Cổ Môn tung tích, không do dự nữa, trực tiếp cáo biệt Tần gia mọi người. Tần Ngạo Thiên địa vị bởi vì Diệp Thần duyên cớ, hẳn không người có thể dung chuyển. Còn như sau này có thể hay không gặp lại, chính là nói sau. Bất quá Diệp Thần mơ hồ cảm giác, hai người duyên phận không chỉ có nơi này. Dẫu sao Tần Ngạo Thiên trên mình nhưng mà có luân hồi tinh thạch cái này cùng nghịch thiên tồn tại. Lam Nguyệt Sơn Mạch, vô số sương mù dày đặc phun trào, che đậy hết thảy. Sương mù dày đặc bên trong mơ hồ có chém ách thế. Hơi lơ là bước vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là qua lại ở sương mù dày đặc bên trong. Nếu như võ giả tầm thường, tự nhiên nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cái này sương mù dày đặc đơn giản là hắn tin vui. Sương mù hóa thần thông, có thể để cho hắn dễ như trở bàn tay qua lại trong đó. Nếu như Thương Cổ Môn biết cái này sương mù dày đặc còn có cái này loại chỗ sơ hở, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem hủy diệt. Mấy phút sau, Diệp Thần rốt cuộc đã tới Thương Cổ Môn. Đó là một tòa khí thế khoáng đạt vách đá cửa. Cố nhiên cửa đóng chặt, nhưng là vô số mùi thuốc vẫn là tấn công tới. Càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, chính giữa cửa lại có một pho tượng. Pho tượng là một cái ông già. Tiên phong đạo cốt ông già. Cái này ông già không phải người khác, chính là Thương Cổ Y Thần. Lão Thương, xem ra ngươi đồ tử đồ tôn đối với ngươi ngược lại là kính trọng. Diệp Thần nói đùa. Luân hồi mộ địa Thương Cổ Y Thần trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, kêu ta Thương Cổ Y Thần. Ngươi có cái gì tư cách kêu ta Lão Thương? Lão Phu ở thần quốc địa vị không người dung chuyển, những người này làm sao có thể không tôn kính ta? Mặc dù Lão Phu không có nhúng tay Thương Cổ Môn quá nhiều, thậm chí liền Thương Cổ Môn dáng dấp ra sao cũng không biết, nhưng Lão Phu cũng coi là sư tổ. Diệp Thần nhún vai một cái, vậy ta đi nha. Thương Cổ Y Thần ngẩn ra, chợt nói, được rồi, chớ đi, tùy ngươi gọi thế nào. Nhanh lên đi vào cầm Thiên Nộ Linh Châm. Biết, Diệp Thần tiến lên một bước, gõ vang lên Thương Cổ Môn cửa. Một chút nhàn nhạt trận pháp chi sóng dạo rực. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Cửa bên trong, vô số ngân châm bắn ra. Mỗi một cây ngân châm bên trên đều là nhộn nhạo thái hư lực. Hơn 10.000 ngân châm nhưng mà sẽ giết người à? Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng Thương Cổ Y Thần nói, Lão Thương, người có cái gì không ngọc bài chứng minh thân phận ngươi? Mau mau mau! Thương Cổ Y Thần hừ lạnh một tiếng, yên tâm, ta để cho ngươi tới, tự nhiên sẽ không để cho ngươi bị thương. Thương Cổ Thuật, Vạn Kim Thần Phục. Nháy mắt bây giờ, vô số ngân châm trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Không dám đến gần Diệp Thần phân nửa. Thời gian tựa như lúc này đọng lại. Một giây kế tiếp, vô số ngân châm toàn bộ biến mất. Hoàn toàn tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Đồng thời, cổ xưa cửa hoàn toàn mở ra. Cửa bên trong, mấy chục người bày trận mà đợi. Cái này mấy chục người cảnh giới ở thần quốc không tính là mạnh mẽ, nhưng là đều là tràn đầy uy hiếp. Cầm đầu lại là một cái khí tức cường đại ông già. Ông già tay cầm ngân châm, ý định giết người phóng thích, tức giận nói, người tới người nào. Dám mạnh xông Thương Cổ Môn. Người này chính là Thương Cổ Môn trưởng môn Lâm Hồng. Thương Cổ Môn, không người dám xông, hôm nay lại là đóng cửa ngày, làm sao có thể sẽ có người tới.
người tới, tất nhiên tâm hoài bất quý. Nếu như Diệp Thần không trả lời được, tất đem lập tức chết. Diệp Thần nhìn mọi người một cái, khẽ mỉm cười, chắp tay nói, thương cổ môn trưởng môn có thể ở đây, ta có chuyện quan trọng thương nghị. Lâm Hồng hai tay chắp sau lưng, bước ra một bước, ta thương cổ môn thứ 69 đời truyền nhân Lâm Hồng, hôm nay là thương cổ môn đóng cửa ngày, người bất kỳ không nên quấy nhiễu. Tiểu tử, người tìm ta, chẳng lẽ liền không được rõ ta thương cổ môn quy củ? Hơn nữa thương cổ môn còn mở tông ngày liền thiết lập quy củ. Mạnh sông người vạn kim chiếm đoạt, thần hồn câu diệt. Tìm ta thương nghị chuyện quan trọng, thật là buồn cười. Diệp Thần đổ thật không biết chuyện này, Tần gia vậy chưa nói qua, hắn nhún nhún vai, nghĩ đến sau lưng mình đứng thương cổ y thần, liền nói ta thật có chuyện quan trọng, còn như vạn kim chiếm đoạt, tùy theo ngươi. Đúng rồi, các ngươi nói vạn kim sẽ không phải là ta trước mặt những thứ này đi. Một khắc sau, vô số ngân châm xuất hiện, toàn bộ rơi xuống đất bên trên. Hơn 10.000 ngân châm nghiêng vẩy để cho thương cổ môn người xem bối rối. Lâm Hồng bên người một cái ông già năm ngón tay nắm chặt, một cây ngân châm xuất hiện ở lòng bàn tay. Làm hắn thấy trên ngân châm thương cổ hai chữ cùng với cảm nhận được cấm chế, con người kinh hoàng liền mấy phần. Trưởng môn, là chúng ta ngân châm. Lâm Hồng con người xúc đến mức tận cùng, hắn quanh thân linh lực hội tụ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chí ít từ trạng huống trước mắt tới xem, cái này người thanh niên tuyệt không bình thường. Thương cổ môn trưởng lão và đệ tử nghe lệnh, ngưng trận, đem cái này người xâm nhập trực tiếp chém chết. Một giây kế tiếp, mấy chục người bao vây Diệp Thần, lực lượng cuồng bạo thẳng xông lên trời cao, giống như một đầu hung ác cự long. Thương cổ môn võ đạo cố nhiên không mạnh, nhưng là giết người thủ đoạn và trận pháp thủ đoạn, đều không yếu. Hơn nữa ngưng trận, giờ phút này chính là thiên la địa võng, chảm ách cảnh cường giả đều không cách nào bình yên rời đi. Diệp Thần con người đông lại một cái, hắn lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ. Đây cũng không phải là Tần gia những lực lượng kia. Trận pháp này lực, vượt xa chém ách. Thương cổ môn quả nhiên danh bất hư truyền. Lão thương, cái này cục diện rối rắm, người để giải quyết. Thương cổ y thần khẽ ừ một tiếng, người dựa theo ta nói làm. Một giây kế tiếp, một cổ bảy màu ánh sáng bọc lại Diệp Thần. Bảy màu ánh sáng thẳng xông lên trời cao. Lại mơ hồ hình thành một cái bình phong che chở. Bình phong che chở chung quanh cổ xưa phù văn phun trào. Trong phút chốc, mây đen đè thành, giống như mà thế hạ xuống. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu nhất, nhàn nhạt nói, Huyền Linh Tử, lão phu hạ xuống, người xác định không đến trước mặt lão phu quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt kịch biến. Huyền Linh Tử không phải người khác, đây chính là thương cổ môn chấn tông lão tổ à. Vô tận năm tháng, nếu là không có Huyền Linh Tử chấn giữ thương cổ môn đã sớm xảy ra chuyện. Càng mấu chốt chính là, Huyền Linh Tử bế quan ngàn năm, làm sao có thể xuất quan. Càng không thể nào ở một người thanh niên trước mặt quỳ xuống. Lâm Hồng hai tròng mắt tràn đầy lửa giận, tất cả thương cổ môn trưởng lão và đệ tử tất cả đều là lửa giận cháy. Mạnh sông thương cổ môn còn không quá đáng, lại làm nhục chấn tông lão tổ. Vô tận tức giận vào giờ khắc này hoàn toàn cháy. Trận pháp sát ý phun trào, lực lượng này vượt xa chém ách. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà liền cửa này kiện lúc đó, hư không nứt ra. Một đạo gầm lên chi tiếng vang lên, đồ khốn, tất cả mọi người dừng tay. Sau đó, một cái thân ảnh già nua từ trong hư không đi ra. Chính là Huyền Linh Tử. Mọi người thấy Huyền Linh Tử, con người sợ hãi đến mức tận cùng. Càng mang cổ quái. Chẳng lẽ Huyền Linh Tử vậy cảm nhận được tức giận, trước thời hạn xuất quan? Cái này không thể nào à? Huyền Linh Tử làm sao sẽ bởi vì thanh niên một câu nói mà thay đổi hết thảy? Lâm Hồng vội vàng chắp tay, lão tổ yên tâm, không cần ngươi ra tay, vũ nhục này ngài tiểu tử vậy. Thanh âm hơi ngừng. Lâm Hồng đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ Huyền Linh Tử để cho tất cả mọi người dừng tay. Cái này, Lâm Hồng theo bản năng nhìn về phía Huyền Linh Tử, mà giờ khắc này Huyền Linh Tử quanh thân không có một chút khí thế. Mà là con người chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Thần. Tựa như ở xác định trước cái gì. Rất nhanh,
hắn vậy đục ngầu con ngươi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ và kích động, ba bước bước ra, đi tới Diệp Thần trước mặt. Một giây kế tiếp, kinh bạo tất cả mọi người con mắt chuyện xảy ra. Cao cao tại thượng Thương Cổ Môn lão tổ Huyền Linh Tử quỳ xuống. Quỳ xuống ở một người thanh niên trước mặt. Huyền Linh Tử bái kiến sư tôn. Thời gian tựa như ngừng. Lâm Hồng thân thể cứng lên, con người kinh hãi tới cực điểm. Hắn thân thể đang run, hắn thậm chí hoài nghi hết thảy các thứ này đều là mộng. Lời nói vô căn cứ mộng. Mà chung quanh hắn những cái kia Thương Cổ Môn trưởng lão và đệ tử cũng bối rối. Sư tôn. Huyền Linh Tử sư tôn tựa hồ chỉ có một người. Thương Cổ Y Thần à. Nhưng là Thương Cổ Y Thần đã sớm biến mất trên đời gian, thậm chí có thể chết, làm sao hiện tại sẽ biến thành cái này tướng mạo xấu xí thanh niên. Ai có thể giải thích một chút à? Huyền Linh Tử tựa hồ cảm nhận được cái gì, hừ lạnh một tiếng, Thương Cổ Môn tất cả mọi người, quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, vô tận uy áp phun trào. Tại chỗ mấy chục người, bao gồm trưởng môn Lâm Hồng toàn bộ quỳ xuống. Trên mặt đất lại là xuất hiện vô số đạo vết rách. Đây là Huyền Linh Tử làm áp lực. Giờ khắc này, Diệp Thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn vậy coi là gặp qua tình cảnh to lớn, nhưng là hiện tại thần quốc thế lực Thương Cổ Môn tất cả mọi người quỳ xuống trước người mình, hắn vẫn là có chút mộng. Mấu chốt cái này Huyền Linh Tử vẫn là chém ách trên cường giả. Mạnh bao nhiêu, hắn không biết. Nhưng là quỳ xuống trước người mình, sợ rằng truyền tới thần quốc đi cũng không có ai tin tưởng. Thương Cổ Môn đệ tử gặp qua tổ sư gia. Thương Cổ Môn trưởng lão gặp qua tổ sư gia. Thương Cổ Môn trưởng môn gặp qua tổ sư gia. Diệp Thần ánh mắt quét qua mọi người, cánh tay nhẹ nhàng duỗi một cái, đứng lên đi, ta có chuyện quan trọng, chẳng ngờ ở chỗ này trì hoãn. Còn nữa, hôm nay ta hạ xuống Thương Cổ Môn, các ngươi có thể muốn bảo thủ bí mật. Nếu không, Thương Cổ Môn vậy không cần phải tồn tại. Huyền Linh Tử con ngươi thoáng qua một đạo hàn quang, cung kính nói, sư tôn mời yên tâm. Nếu có người dám tiết lộ sư tôn tin tức, ta cái đầu tiên động thủ. Diệp Thần gật đầu một cái, đã như vậy, các ngươi theo ta tới. Rất nhanh, Diệp Thần và Huyền Linh Tử đi tới Thương Cổ Môn chỗ sâu nhất đền. Bên ngoài trưởng môn Lâm Hồng và rất nhiều trưởng lão bày trận mà đợi. Hơn nữa Huyền Linh Tử tự mình bày che đậy đại trận. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Huyền Linh Tử mới rất cung kính nhìn về phía Diệp Thần, nói, sư tôn. Vì sao ngài hiện tại biến thành như vậy? Còn có ngài tu vi. Diệp Thần khoát khoát tay, nói cái này không trọng yếu, người có thể nhận ra ta là được. Lần này hạ xuống Thương Cổ Môn, ta là chuẩn bị tới bắt Thiên Nộ Linh Châm. Thiên Nộ Linh Châm chắc còn ở đi. Huyền Linh Tử diễn cảm biến đổi, vội vàng sử dụng một cái phong cách cổ xưa hộp, thận trọng đưa cho Diệp Thần, sư tôn, vật này chính là Thiên Nộ Linh Châm, những năm gần đây. Ta một mực thật tốt giữ, thậm chí không dám động dùng. Ta mơ hồ cảm giác sư tôn còn sẽ đến lấy. Chỉ là đợi nhiều năm như vậy, cũng không từng thấy sư tôn, ngoại giới lời đồn đãi, sư tôn chết, ta căn bản nguyện tin tưởng. Nhớ năm đó sư tôn sáng lập Thương Cổ Môn, ta bất quá là một cái nho nhỏ đệ tử biết, nếu là không có sư tôn, liền không có Thương Cổ Môn, càng không có Huyền Linh Tử. Đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, năm ngón tay nắm chặt, đem Thiên Nộ Linh Châm thu vào luân hồi mộ địa. Sau đó, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi có biết như thế nào tiến vào biển vô tận? Huyền Linh Tử cổ quái nhìn một cái Diệp Thần, sư tôn, ngài phải đi biển vô tận. Biển vô tận chân chính người điều khiển nhưng mà thiên đạo cung. Thời đại thượng cổ, ngài mất tích trước, ta đánh liền dò qua tin tức. Ngài tựa hồ và thiên đạo cung sinh xảy ra cái gì mâu thuẫn. Thậm chí ta một lần cho rằng là thiên đạo cung đối với ngài ra tay, chỉ tiếc ta không có chứng cớ. Hiện tại ngài tiến vào trong đó, rất có thể bị thiên đạo cung phát hiện à. Đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, hắn tự nhiên không thể nào buông tha. Không chỉ là vì Lạc Nhi, càng vì Huyết Long. Hắn con ngươi kiên nghị. Huyền Linh Tử, ngươi nếu như thế nói, tự nhiên là có biện pháp, đúng không? Huyền Linh Tử không cưỡng được Diệp Thần, vẫn là gật đầu, Thương Cổ Môn mặc dù bị an bài vào nơi này,
Hơn nữa Thương Cổ Môn không tính là linh võ đại lục cực mạnh thế lực, nhưng Thương Cổ Môn người bình thường cũng không dám đắc tội. Ta trong tay cũng có một ít quyền hạn. Biển vô tận bên trong, Thương Cổ Môn đệ tử có thể tùy ý tiến vào trong đó chọn lựa linh dược, sư tôn phải đi, ta ngược lại là có thể mang ngươi đi. Diệp Thần trong lòng mừng như điên. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Hắn không nói nhảm nữa, nói thẳng, ngươi trước mang ta đi một nơi, ta còn có mấy người bạn, hiện tại ta liền muốn đi vào biển vô tận. Huyền Linh Tử muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể hội tụ thành một chữ, được. Sư tôn muốn đi đâu, đệ tử hiện tại liền mang ngươi đi. Không quá ta không thể đi biển vô tận, dẫu sao ta tồn tại, bị Thiên Đạo Cung phát hiện, đối với sư tôn và Thương Cổ Môn đều không lợi. Diệp Thần gật đầu một cái. Một giây kế tiếp, Huyền Linh Tử liền biến dạng trước mặt hư không, trên đại điện, hai đạo thân ảnh ngay tức thì biến mất. Cùng lúc đó, một cái khách sạn bên trong nhà, không khí chấn động. Tiếu trưởng lão, Kỷ Lâm, Diệp Lạc Nhi bày trận mà đợi. Bất quá rất nhanh bọn họ liền thanh tĩnh lại. Bởi vì nứt ra trong hư không, là Diệp Thần. Diệp Thần trở về. Chính là chẳng biết tại sao còn mang theo một cái ông già. Huyền Linh Tử đi ra treo trên bầu trời, ánh mắt quét qua mọi người, rất là bình tĩnh. Nhưng tầm mắt chạm được Kỷ Lâm thời điểm, hơi ngẩn ra, lại là kinh hô thành tiếng, tiên thiên độc thể. Cái này lại có thể tái hiện thế gian. Kỷ Lâm vội vàng đi tới Diệp Thần bên người, bắt Diệp Thần vạt áo, mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi mang về cái này quái lão đầu là ai à, hắn ánh mắt. Nhìn ta rất không thoải mái. Tiếu trưởng lão nhưng là sắc mặt biến. Hắn mặc dù không biết Huyền Linh Tử, nhưng là hắn nhưng mà cảm nhận được Huyền Linh Tử vậy cùng người khác bất đồng hơi thở. Chém ách cường giả. Còn không phải là giống vậy chém ách cường giả. Quanh thân lộ ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Võ đạo tuyệt không phải người này mạnh nhất tồn tại. Diệp Thần cũng là cảm nhận được Huyền Linh Tử thất thố. Hiếu Kỳ nói, ngươi vì sao như vậy thất thố? Huyền Linh Tử chắp tay một cái, cung kính nói, sư tôn, tiên thiên độc thể nhưng mà thế gian hiếm thấy thể chất. Ta thành tựu y đạo người, tự nhiên kích động. Chỉ tiếc, cái này tiên thiên độc thể thức tỉnh quá chậm, không thể phóng thích trong 1% lực lượng. Huyền Linh Tử không nói lời nào không sao cả, vừa nói, thiếu trưởng lão đặt mông ngồi trên mặt đất. Diệp Thần cái này rời đi không bao lâu, lại mang về một cái chảm ách cảnh học trò. Cái này đùa gì thế? Hắn thậm chí cảm giác đây là một cái không thiết thực mộng. Diệp Thần ngược lại là không để ý tới sẽ thiếu trưởng lão, mà là nhìn về phía Huyền Linh Tử nói, người tựa hồ trong lời nói có hàm ý, nói xong. Huyền Linh Tử không dám giấu giếm, vội vàng nói, sư tôn, ta ở thần quốc một nơi trong di tích phát hiện một viên vạn năm sát cỏ độc. Hơn nữa này di tích nhưng mà một vị độc thể đại năng lưu hạ, người này coi như là vạn năm bên trong gần gũi nhất tiên thiên độc thể tồn tại, lại là hỗn độn cảnh cường giả. Ta có biện pháp hoàn mỹ kích hoạt cái này tiên thiên độc thể tiềm năng. Sư tôn, đệ tử có thể hay không thu cái này nha đầu làm đồ đệ? Diệp Thần ngay tức thì nán lại. Hoàn mỹ kích hoạt tiên thiên độc thể. Hỗn độn cảnh đại năng di tích. Vạn năm sát cỏ độc. Huyền Linh Tử học trò. Cái này chẳng lẽ chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương nói Kỷ Lâm cơ duyên? Bỏ ra trước mặt ba cái, chỉ riêng trở thành Huyền Linh Tử học trò chính là nghịch thiên cơ duyên à? Phải nói thích hợp nhất đào tạo Kỷ Lâm, bỏ ra nghịch thiên độc tu, chính là y đạo thánh thủ. Mà Huyền Linh Tử ở y đạo tuyệt đối là thần quốc nhất người có quyền phát biểu một trong. Hơn nữa vậy truyền thừa, Kỷ Lâm sau này thành tựu, không thể giới hạn à? Diệp Thần chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, Huyền Linh Tử, người hẳn không quang thu học trò đơn giản như vậy đi. Huyền Linh Tử trên mặt tràn đầy vẻ lúng túng, vẫn là nói, không hổ là sư tôn, đệ tử luyện đan còn cần một vị thuốc, vậy một vị thuốc đừng nói đệ tử không cách nào nhúng tay, liền liền hỗn độn cảnh cường giả cũng không cách nào nhúng tay. Chỉ có tiên thiên độc thể. Đan dược kia đối với đệ tử rất trọng yếu, nhưng mà tiên thiên độc thể vạn năm khó khăn gặp. Đệ tử bản vứt bỏ, hiện tại thấy cái này nha đầu, lúc này mới thất thố. Xin sư tôn tha thứ. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn ngược lại không lo lắng Huyền Linh Tử lợi dụng Kỷ Lâm. Có mình tầng quan hệ này áp chế, Huyền Linh Tử cũng không dám phản bội.
Có lẽ, đem Kỷ Lâm giao cho Huyền Linh Tử, bước lên vậy thần quốc di tích, đây là sáng suốt nhất. Hắn nhìn về phía Kỷ Lâm, người có bằng lòng hay không? Kỷ Lâm nắm thật chặt Diệp Thần tay, Diệp Thần, ta không muốn rời đi ngươi. Ta cũng không muốn rời đi Lạc Nhi tỷ tỷ. Diệp Thần, ta đã đối với ngươi sinh ra lệ thuộc vào, ngươi là ta trừ tỷ tỷ người thân nhất. Ta muốn cả đời ở bên người ngươi. Diệp Thần có chút cảm động, nhìn Kỷ Lâm hốc mắt nước mắt dáng vẻ, vừa định từ chối Huyền Linh Tử, lại không nghĩ rằng Kỷ Lâm đột nhiên đối với Huyền Linh Tử mở miệng nói, lão đầu, thần quốc có ăn ngon sao? Và Linh Võ Đại Lục so sánh như thế nào? Huyền Linh Tử diễn cảm cổ quái, nhưng vẫn là nói, thần quốc thức ăn bàn về món ăn ngon và giá trị, vượt xa Linh Võ Đại Lục. Hai người không thể so sánh. Một giây kế tiếp, Kỷ Lâm buông lỏng Diệp Thần tay, cười hì hì đi tới Huyền Linh Tử bên người, vậy ta đi, ta liền miễn cưỡng làm ngươi học trò đi. Lão đầu nói trước, mỗi ngày ta đều phải ăn đồ tốt nhất. Không thể lặp lại. Huyền Linh Tử. Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nói xong không muốn rời đi đâu. Nói xong người thân nhất đâu. Nói xong cả đời ở bên người đâu. Còn không có một giây đồng hồ, cái này Kỷ Lâm liền vì món ăn ngon phải đi thần quốc. Cảm tình Diệp Thần và Kỷ Lâm cảm tình còn không sánh bằng món ăn ngon. Kỷ Lâm cười hắc hắc, Diệp Thần, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta đi thần quốc nhưng thật ra là muốn trước cho ngươi thăm dò đường một chút, đến lúc đó bản tỷ tỷ cường đại, có thể chiếu cố ngươi. Diệp Thần liếc một cái Kỷ Lâm, xác định không phải là vì món ăn ngon. Kỷ Lâm hai tay chống nạnh, không vui nói, Diệp Thần, ngươi đây là ý gì, ta Kỷ Lâm là như vậy người tục tằng sao? Ta đi thần quốc chủ yếu vẫn là vì món ăn ngon. Hừ hừ hừ, vì tu luyện đi. Diệp Thần, người không muốn như vậy ngây thơ có được hay không? Cũng tới tuổi 20 người, còn thiên trời mới biết ăn. Ai, Diệp Thần, giá trị của ngươi xem còn muốn tạo nên, nếu không tỷ tỷ ta coi thường ngươi. Diệp Thần, Huyền Linh Tử nhìn mình đồ nhi như vậy than khổ sư tôn, có chút khẩn trương, vội vàng nói, sư tôn. Bây giờ là không phải nên lên đường biển vô tận. Còn nữa, các người ba người cũng phải đi biển vô tận sao? Tiếu trưởng lão đứng dậy, lắc đầu một cái, ta không đi, Diệp tiên sinh, vĩnh lão giao phó ta đã hoàn thành, ta cái này rời đi, chúng ta có duyên phận tạm biệt. Diệp Thần gật đầu một cái, ném ra một cái túi đựng đồ, tiếu trưởng lão, một chút ý tứ xin hãy nhận lấy. Tiếu trưởng lão mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng là thấy Diệp Thần diễn cảm vẫn là nhận, hơn nữa trực tiếp rời đi. Huyền Linh Tử không dự định trì hoãn, nói thẳng, sư tôn, vậy ta cái này thì mang hai người các ngươi đi biển vô tận. Còn như Kỷ Lâm cái này nha đầu, ta có thể phải mang nàng rời đi một hồi, vậy di tích ở chân chính thần quốc, mà không phải là cái này thành vô tận. Một giây kế tiếp, hư không biến dạng, gió lớn phun trào. Mọi người đồng loạt biến mất. Hô hô hô. Vô số gió đen gào thét mà qua, đầy trời oán linh phiêu vũ không ngừng, mỗi một cái oán linh đều tốt tựa như hình người lớn nhỏ, nhưng là không có chân, chỉ có nửa người trên, không ngừng ở giữa trời đất lay động, khi thì đi sâu vào mây đen trong đó, lúc mà tiến vào biển máu bên trong, đầy trời phiêu vũ, đồng thời giữa trời đất tràn đầy vô biên vô tận sát khí, toàn bộ liền giống như một phiến tử vực, không có bất kỳ còn sống sinh linh có thể nói. Biển vô tận. Nơi này là biển vô tận, một tòa tràn đầy vô số oán linh và sát khí, ma khí vùng biển, nhân loại bình thường đều không cách nào chạm đến cấm địa, nhất là đào đào biển máu, tràn đầy vô cùng vô tận ăn mòn, dù là tạo hóa cảnh căn bản không cách nào tiến vào, lại không dám nhập biển, trong biển máu loãng ăn mòn lực, đủ để đem thọ nguyên cường đại tạo hóa cảnh ăn mòn được chỉ còn lại mảnh xương vụn. Cho dù là tinh khiếu cảnh cường giả đều không cách nào lâu dài dừng lại. Đi lên nữa, phong môn cảnh cường giả cũng chỉ có thể ở chỗ này miễn cưỡng chống đỡ một hai. Năm đó, Long gia đương đại gia chủ Long Thành Thiên liền bị kỳ đệ Long Hồng Thiên đánh lén, đánh vào biển máu trong đó, Long Hồng Thiên ở bờ biển cố thủ một ngày một đêm, xác định Long Thành Thiên chưa từng đi lên, lúc này mới rời đi đuổi theo giết Long Thành Thiên thê tử, cũng chính là Diệp Lạc Nhi, hoặc giả nói là Long Lạc Nhi người của mẫu thân hội họp. Biển vô tận. Một nơi tràn đầy vô số hải cốt cấm địa. Người Linh Võ Đại Lục, rối rít đàm chi sắc biến khủng bố chi địa,
mặt biển không gian bên trên nhưng là lóe lên từng đạo quái dị tia chớp, tựa hồ là chiêu cáo trước người nào sắp đến vậy. Rất nhanh, biển vô tận bầu trời bên trong, quỷ dị tia chớp lần nữa biến dạng, rồi sau đó một đạo không gian đường hầm xuất hiện, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi bóng người tránh hiện ra, hắn cửa hai người đi tới chính là biển vô tận vòng ngoài, thậm chí không tính là cạn biển, cũng đã có vô số sát khí và ma khí vọt tới. Hô hô hô! Hô hô! Vô số ma khí và hung sát khí, cũng không hóa hình, ngược lại là lấy bài sơn đảo hải làm việc chèn ép tới. Trong bầu trời lại là truyền đến huyền linh tử thanh âm, sư tôn, ta cũng không tiến vào, hy vọng ngươi có thể an toàn đi ra. Nếu có thần quốc thiên đạo cung đối với ngươi ra tay, nhớ lấy không muốn ham chiến, trực tiếp rời đi. Thanh âm tiêu tán. Huyền linh tử sợ rằng đã mang Kỷ Lâm rời đi. Đây là thuộc về Kỷ Lâm cơ duyên. Mở hoàn mỹ lại nghịch thiên tiên thiên độc thể thời cơ. Diệp Thần xoay người vừa thấy. Trong biển cũng không có cái gì có thể đất dừng lại, đưa tay một chưởng đánh tan đánh tới hung sát khí, sắc mặt nhưng là có chút lộ vẻ xúc động, mới vừa rồi hút vào một ít hung sát khí, trong lòng cũng có chút im lìm, xem ra mình tu vi cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở những thứ này hung sát khí. Ta đều có chút khó khăn. Lạc Nhi đâu? Diệp Thần xoay người vừa thấy, phát hiện hung sát khí trong đó so với là lợi hại huyết sát lại là hóa hình thành đao kiếm chi hình thái, tập sát Diệp Lạc Nhi. Khảng keng, khảng keng, khảng keng. Từng trận kim mâu tiếng truyền ra. Ngay tại lúc này, Diệp Lạc Nhi trong cơ thể toát ra một cổ long khí, một cổ màu vàng long khí nếu như thánh long hiện lên vậy, trực tiếp quét diệt đánh tới huyết sát đao kiếm. Không ngừng có khí huyết sát hóa thành binh khí hình dáng tập sát Diệp Lạc Nhi trong cơ thể vậy như cũ có long khí tách thả ra ra, tiêu diệt những thứ này khí huyết sát. Xem ra Diệp Lạc Nhi là có thể ngăn cản những thứ này khí huyết sát. Diệp Thần so với lại yên tâm, dò xét phía trước tình huống, bỗng nhiên lúc này nhìn thấy một tòa đại trận, một tòa vô cùng là phong cách cổ xưa thần bí trận pháp, sừng sững ở biển vô tận bên trong tim, nhìn như gần ngay trước mắt, cũng không để ý làm sao phi hành, đều không cách nào đến. Đây là cái gì trận pháp? Thật kỳ quái. Rõ ràng xem được gặp, nhưng lại là không đụng tới. Diệp Thần nắm Diệp Lạc Nhi phi hành, đột nhiên bay vào một phiến không nhìn thấy bình phong che chở trong đó. Đây là đại trận phóng thích ra bình phong che chở, này đại trận tên là Thượng Cổ Thiên Vẫn Trận, chính là thần quốc đưa ở đất này trận pháp, sẽ tự chủ bên ngoài thả bình phong che chở cảm ứng bốn phía. Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi hai người xuyên qua bình phong che chở, ý nghĩa tiến vào biển vô tận bên trong biển. Trong phút chốc, Thượng Cổ Thiên Vẫn Trận giống như bị kích thích vậy. 164 cây chục nghìn mét màu máu dài trụ đồng thời bắn nhanh ra một cổ huyết quang, lẫn nhau bắn về phía đối diện màu máu dài trụ, rồi sau đó hội tụ thành một cổ huyết quang, thẳng ngất trời ngự, đi đến trong thần quốc trong thiên đạo cung. Thiên đạo cung bên trong. Thiên viên Mặc Tà trong tay đang bưng một bản cổ tịch hiển nhiên đang tìm cái gì, đột nhiên phát hiện trước mặt thiên đạo mâm biến hóa, không khỏi được nhướng mày một cái. Thiên viên Mặc Tà thần sắc có chút kinh ngạc. Để tay xuống ở giữa cổ tịch, chậm rãi tiến lên nhìn chăm chú thiên đạo bàn, thiên đạo trong mâm cho thấy Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi tiến vào biển vô tận nội bộ cảnh tượng. Chỉ bất quá bởi vì Diệp Thần mệnh cách tính đặc thù, cực kỳ mơ hồ. Nhưng cố nhiên mơ hồ, thiên viên Mặc Tà vậy ngay tức thì nhận ra Diệp Thần. Thế gian có thể không bị thiên đạo bàn kiểm tra chỉ có người thanh niên kia. Trong thoáng chốc, hắn có chút ngạc nhiên. Đang tức giận lại mang nụ cười khinh thường, tiểu súc sinh. Ta muốn tìm ngươi không có kết quả, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Như vậy tu vi lại có thể cũng dám tiến vào ta thiên đạo cung địa bàn. Thật là không muốn sống sao à, như vậy tự tìm cái chết. Hắn làm là thiên đạo cung cung chủ, thần quốc cử trọng nhược khinh nhân vật, dĩ nhiên là kiêu ngạo vô cùng. Dưới quyền mình cấm chế địa bàn, lại có hai con kiến hôi cũng không tính hàng rác rưởi xác tiến vào. Tự tìm cái chết. Tuyệt đối tự tìm cái chết. Trong phút chốc, thiên viên Mặc Tà vẫy tay vẩy ra một phiến bảy màu thần quang, quang minh tiêu tán sau hai cái thị vệ nổi lên. Gặp qua cung chủ. Gặp qua cung chủ, xin hỏi cung chủ có chuyện gì muốn phân phó. Hai cái thị vệ thẩm vấn trước, bản thân thì có chảm ách cảnh tu vi. Chính là hiên viên Mặc Tà thân biên thị vệ,
chỉ nghe từ Hiên Viên Mạc Tà một người. Nếu là ở Linh Võ Đại Lục, cái này hai người chính là hàng đầu cao thủ tuyệt đỉnh, một người diệt tuyệt một cái thế lực lớn cũng chút nào không nói ở đây cường giả đứng đầu, giờ phút này nhưng là đối Hiên Viên Mạc Tà quỳ xuống. Bổn cung chủ mới vừa dò xét đến. Có hai con côn trùng nhỏ tiến vào Biển Vô Tận. Biển Vô Tận là ta Thiên Đạo Cung lãnh địa, chiếu lý mà nói, người Linh Võ cái này thời gian điểm không được đi vào, mà bọn họ nhưng tiến vào, có chút cổ quái, các ngươi tìm người đi diệt trừ bọn họ. Không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt cái này hai người. Hiên Viên Mạc Tà giống như là vừa nói không có gì lạ sự việc như nhau. Nếu là ở nơi khác địa phương, hắn có lẽ phải phái ra mạnh hơn tồn tại. Nhưng là hiện tại Diệp Thần các người tiến vào hắn lãnh địa. Hắn muốn tiêu diệt, dễ như trở bàn tay. Hắn phân phó hai cái thiếp thân thị vệ điều động người đi chém chết, dĩ nhiên không phải để cho mình thiếp thân thị vệ ra tay, chạm ách cảnh hướng về phía phong môn cảnh nhất tầng thiên ra tay, vậy không khỏi quá dùng không đúng chỗ, dù là Thiên Đạo Cung cao thủ lại nhiều, cũng không thể như thế dùng. Tuân lệnh cung chủ, chúng ta lập tức phái chú đóng Biển Vô Tận cường giả chạy tới, thắt cổ cái này hai con kiến hôi. Hai cái thiếp thân thị vệ đáp lại sau đó, hóa thành ánh sáng to lớn qua lại không gian rời đi, đi trước điều động người. Thiên Đạo Cung cung chủ Hiên Viên Mạc Tà không có lại để ý, vẫy tay đem thiên đạo trên khay cảnh tượng tiêu tán, rồi sau đó tiếp tục đọc cổ tịch, không chút nào đem Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi xông vào Biển Vô Tận sự việc để ở trong mắt. Một bên Viêm Thiên Rồng Thần nhưng là cau mày nói, ta cảm thấy tiêu diệt người này vẫn là ta ra tay. Không cho hắn bất kỳ cơ hội. Người này và huyết long có liên quan, phải chết. Hiên Viên Mạc Tà nhưng là khẽ mỉm cười, Viêm Thiên Rồng Thần, huyết long sự việc để cho ngươi quá khẩn trương. Cái này con kiến hồi bước vào địa bàn ta, những người đó đủ để giải quyết. Coi như bọn họ không có thể giải quyết, ta cũng sẽ đích thân ra tay. Vậy Biển Vô Tận cũng không phải là Linh Võ Đại Lục, ta như muốn ở bên trong giết người, dễ như trở bàn tay. Hai cái thiếp thân thị vệ vượt qua không gian, đi tới Thiên Đạo Cung ngoài ra một nơi, gặp được hơn trăm trưởng lão. Một người trong đó thị vệ lấy ra một quả lệnh bài, tỏ ý cho tất cả trưởng lão, nói, Biển Vô Tận tới một ít khách không mời mà đến, các ngươi phái người đi trước thắt cổ bọn họ. Đoạn thời gian này tiến vào, không chừa một mống. Mọi người cả kinh, chỉ có thể nói, đại nhân, vừa vặn ta nhàn rỗi không chuyện gì, ta đi giết hắn. Ta cũng đi đi, chính là phong môn cảnh nhất tầng thiên con kiến nhỏ, đây coi như là cái gì, ta tự mình áp trận. Trong chốc lát, sáu vị trưởng lão lên tiếng. Sáu vị trưởng lão đều là thái hư cảnh tầng 4 tầng 5 thiên cao thủ, thuộc về thái hư cảnh trung kỳ cao thủ, vạn năm trước đều là Thiên Đạo Cung đệ tử. Trải qua nhiều năm trăn trở và lịch luyện, đều trở thành Thiên Đạo Cung chú đóng Biển Vô Tận trưởng lão, mặc dù không cách nào và thần quốc chủ thành Thiên Đạo Cung trưởng lão như nhau, nhưng ở Biển Vô Tận, thân phận tuyệt không bình thường, lại chiến lực thập phần cường đại. Cùng lúc đó, Biển Vô Tận trong đó, Diệp Thần mang Diệp Lạc Nhi đang ở khắp nơi tìm Long Thành Thiên tung tích, ào ào Biển Vô Tận, đầy trời biển máu mê tràn đầy, mỗi một giọt máu nước cũng có ăn mòn lực. Cho dù là một giọt máu loãng, đều đủ để ăn mòn vận may cường giả, hợp đạo thần quân đụng phải một giọt máu loãng ngay tức thì liền sẽ bị ăn mòn chỉ còn lại đầy đất mảnh xương vụn, linh hồn cũng lưu tích trữ không xuống. Hơn nữa Biển Vô Tận theo thời gian rời đổi, càng ngày càng mạnh. Vạn năm trước và bây giờ Biển Vô Tận, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa khác biệt. Cường hãn như vậy Biển Vô Tận, trừ đi trong biển sâu oán linh và ma khí ra. Cơ hồ lại không có bất kỳ sinh vật. Diệp Lạc Nhi một bên phi hành, vừa dùng thần khí bước ra tinh huyết trong cơ thể, thi triển bí thuật theo dõi, nói, Diệp đại ca, ta lấy mình máu tươi tới theo dõi ta phụ thân tung tích, ta mơ hồ đã cảm thấy ta phụ thân hơi thở. Hình như là phía tránh bắc vị. Ta phụ thân, thật không có chết đi. Diệp Lạc Nhi lấy tâm thần cảm ứng Long Thành Thiên tung tích. Long Thành Thiên như vậy cường giả. Hiển nhiên là sẽ không như vậy dễ dàng rơi xuống. Hơn nữa ban đầu Biển Vô Tận không hề coi là quá mạnh mẽ. Nơi đây cơ duyên rất nhiều, nói không chừng Long Thành Thiên đột phá. Diệp Thần vậy khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, hiện nay chỉ có Long Thành Thiên biết Cửu Thiên Thần Long Điện chỗ, vô luận từ phương nào mà tới xem, đều hy vọng Long Thành Thiên còn sống.
giữa lúc hai người hướng phía bắc siêu tầm đồng thời. Biển vô tận bầu trời lóe ra từng trận quái dị băng sắc sấm sét, dần dần, băng sắc sấm sét càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một khối không gian lối đi, sáu vị cường đại tồn tại từ không gian lối đi trong đó đi ra, người mặc màu cam trưởng lão trường bào, mặt lộ vẻ tức giận, trong tay nắm trường kiếm. Sáu thanh trường kiếm lóe lên huyết quang. Bất ngờ là sáu chuôi thái hư thánh binh. Bọn họ sáu người bất ngờ chính là thiên đạo cung sáu vị thái hư cảnh trung kỳ trưởng lão, phụng mệnh tới vạn cổ Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi. Hiện tại biển vô tận đóng cửa, tìm người xâm nhập, quá đơn giản. Chính là con kiến hôi. Ngươi có biết bước vào nơi này giá phải trả? Nơi đây biển vô tận, chính là ta thiên đạo cung chi địa, ngươi cùng tự tiện xông vào. Hiện tại là lúc đã chậm, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Dẫn đầu trưởng lão lạnh lùng vừa nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.